Hồ sơ mật Dinh Độc Lập, chương 5. Mưu đồ của Kissinger. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 17 tháng 10, 1972, ông Thiệu ra lệnh cho Bộ Tổng tham mưu gấp rút chuyển về Sài Gòn một tập tài liệu vừa bắt được của Việt Cộng, tìm thấy dưới hầm một tên chính ủy thuộc tỉnh Quảng Tính, được chở khẩn cấp bằng máy bay nhẹ, rồi máy bay trực thăng qua Đà Nẵng. Các tài liệu này về tới bàn giấy ông Thiệu lúc nửa đêm. Ông vội vã đọc, hết sức sửng sốt vì nhận ra ngay rằng cán bộ Cộng sản trong một tỉnh lỵ cô lập ở miền Trung còn biết được nhiều chi tiết về hòa đàm Paris hơn là chính mình. Tập tài liệu mang tên Chỉ dẫn tổng quát về ngưng chiến có nội dung dường như lấy từ bản sơ thảo hiệp định lúc ấy đang được Kissinger và Lê Đức Thọ thương lượng tại Pháp, và tiết lộ những nhượng bộ cơ bản của Kissinger. Cho đến lúc ấy, Thiệu chưa hề biết gì đến bản dự thảo cuối cùng của hiệp định và chẳng được Kissinger thông báo gì về chi tiết cả. Vậy mà tại một tỉnh lỵ hẻo lánh xa xôi, phía nam Đà Nẵng, quân cán Cộng sản đã đang bắt đầu học tập các tài liệu đó rồi và dựa vào đó để chuẩn bị hành quân. Nổi bật nhất phải kể đến chi tiết liên quan đến chiến lược và chiến thuật của Bắc Việt nhằm duy trì lực lượng tại miền Nam sau khi có tuyên bố đình chiến. Tài liệu Cộng sản còn nói rõ là Mỹ đã đồng ý cho phép quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam sau khi ngưng bắn. Quân đội Mỹ sẽ rút lui hoàn toàn. Kissinger đã đồng ý để cho Bắc Việt vô Nam qua ngã vùng phi quân sự và như vậy để sau này tự do tiếp tế cho quân lính họ. Tài liệu học tập còn có khoản thành lập một hội đồng hòa hợp và hòa giải dân tộc mà tác dụng chính chỉ là để triệt hạ chính phủ Sài Gòn. Ông Thiệu cho đây là một chính phủ liên hiệp trá hình. Sau này kể lại, lúc đọc xong tập tài liệu, ông nói, đó là lần đầu tiên tôi biết được là mình đã bị qua mặt. Người Mỹ nói với tôi và là vẫn còn đang thương thuyết là chưa có gì dứt khoát cả, thế mà bên kia đã có đầy đủ tin tức rồi. Chẳng những tài liệu tịch thu chứa đựng những điểm mà sau này trở thành nguyên văn của Hiệp định Paris, chúng còn ra lệnh cho Việt Cộng phải thi hành một kế hoạch 3 giai đoạn nhằm nắm thế chủ động và vi phạm hiệp định trong cả lời lẫn ý. Giai đoạn 1 là giai đoạn chuẩn bị trước đình chiến, kêu gọi cán bộ học tập và ghi nhớ những điều khoản và học cách giải thích chúng, cách nào có lợi. Cán bộ được chỉ thị chuẩn bị trình bày những điều khoản của hiệp định cho dân chúng biết hoặc tranh luận với đối phương. Phải xung công tất cả máy may để may cờ Việt Cộng. Những lá cờ này trong ngày đình chiến sẽ được treo trước cửa mỗi nhà, trong mỗi ấp, xóm, trên mỗi ngọn đồi. Như vậy Bắc Việt sẽ chứng minh được với các cơ quan kiểm soát quốc tế là chỗ nào họ cũng có mặt. Đồng thời các đơn vị lớn của Cộng sản phải tấn công để ghìm chân các lực lượng Sài Gòn. Các lực lượng vùng và địa phương quân Cộng sản phải được phân tán ra thâm nhập mọi ấp, mọi vùng đông dân cư, chặn mọi trục giao thông và nằm tại chỗ cho tới khi nào có đại diện quốc tế đến. Giai đoạn 2. Cách thực thi trong ngày đình chiến. 3 ngày trước khi đình chiến, mỗi đơn vị Cộng sản phải hành quân giành dân lấn đất, phải giữ lấy đất đã chiếm được và treo cờ mặt trận giải phóng ở đó. Phải chuẩn bị các cuộc biểu tình đòi chính phủ Sài Gòn thi hành ngưng bắn và cho quân lính trở về gia đình họ. Biểu tình đòi thực hiện các quyền tự do di chuyển, hội họp và bãi bỏ quân dịch và giới nghiêm. Các đơn vị tuyên truyền võ trang phải đẩy mạnh những hành động xúi dục, kích động bằng cách giải thích hiệp định, kêu gọi binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngưng chiến đấu, nghỉ phép hoặc về thăm nhà và đào ngũ. Giai đoạn 3. Trong giai đoạn sau đình chiến hay giai đoạn củng cố, phải giữ chặt và củng cố mọi thắng lợi đã đạt được. Tùy kết quả của hai giai đoạn đầu mà lấy thêm hành động mới, nhưng mục tiêu là tiến tới việc triệt hạ chính phủ Thiệu, đồng thời tiếp tục tuyên truyền nâng cao uy tín Cộng sản và đòi tôn trọng và thực thi Hiệp định Paris. Ông Thiệu đã phải giật mình khi đọc những tin trên. Điều ông lo sợ nhất là một vụ đổi chác bí mật đã trở thành sự thực. Chỉ mới 2 tuần trước, ngày 4 tháng 10, ông đã trao cho một chác thư cho tướng Hay ở Sài Gòn để đem về cho Kissinger, nhắc nhở ông về những nguyên tắc điều đình căn bản mà hai bên đã thỏa thuận. Nếu chính phủ Hoa Kỳ lại đi tới được một quan niệm mới nào về hòa giải, xin vui lòng thông báo cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa biết. Rồi lá thư đề ngày 6 tháng 10 của Nixon sau đó cũng đã cả quyết với ông rằng
sẽ không lấy một quyết định nào trong lúc thương lượng mà không có sự tham khảo hoàn toàn, đầy đủ và kịp thời giữa chúng ta. Trong một tháng, ông Thiệu tự nhiên thấy mọi việc ăn khớp với nhau. Phạm Đăng Lâm, đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa tại Paris, mới đây có báo động cho ông là Mỹ và Bắc Việt, sau nhiều phiên họp mật, dường như đã đi tới một thỏa thuận. Sau đó, Nixon lại viết thư ngày 6 tháng 10, có vẻ như chận phủ đầu. Tại sao lại chọn đúng lúc này mà đe dọa ông, để tránh xảy ra một bầu không khí có thể đưa tới những biến cố tương tự như những biến cố mà chúng tôi ghê tởm hồi 63 và bản thân tôi đã chống đối kịch liệt hồi 1968. Hơn nữa, lá thư chiếu lệ đề ngày 14 tháng 10 do Bunker viết cho ông chỉ dài hơn một trang, nói về nội dung các cuộc họp giữa Kissinger và Thọ trong 4 ngày từ 8 đến 11 tháng 10 đã không hề nhắc đến sự thỏa thuận nào hết. Bây giờ, ông Thiệu mới nhìn ra ý đồ của Kissinger, nghĩa là cho diễn lại vở tuồng 68, gấp rút điều đình trước ngày bầu cử Hoa Kỳ. Kissinger lại sắp qua Sài Gòn mang theo một thỏa ước giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt. Và chỉ mấy hôm trước khi ông đi, Nixon đã viết thơ cho ông Thiệu dọa đảo chính. Như vậy, chắc là để dọn đường cho ông. Trái với lời hứa của Nixon, đã không hề có một sự tham khảo có ý nghĩa nào với Việt Nam Cộng Hòa về những điểm then chốt tối hậu của thỏa ước đó. Việt Nam Cộng Hòa đã không hề được xem bản văn hoặc yêu cầu bình luận chi tiết bất cứ phần nào trong dự thảo chót của hiệp định. Vừa phẫn nộ vừa buồn bực, ông Thiệu mời một số nhân vật chính trong chính phủ tới họp để bàn về sự phản bội của Mỹ và tìm cách phản ứng với chuyến thăm sắp tới của Kissinger. Trong số những người được mời có Phó Tổng thống Trần Văn Hương, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn Viên và ông Hoàng Đức Nhã. Hành động của Hoa Kỳ quả là những đòn đau giáng xuống miền Nam Việt Nam, sau khi đã hứng chịu tổn thất trên 1 triệu người, 6% dân số. Trong bao nhiêu năm qua, ngày nay quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã lấy lại được thế chủ động và chiến đấu rất can cường trên khắp chiến trường chống Bắc Cộng sản Bắc Việt. Họ đang chuẩn bị để duy trì thế mạnh đó. Vậy mà, sau một trang dài những hứa hẹn, nào không đổi chác bí mật, nào không dàn xếp sau lưng đồng minh, nào sẽ tham khảo đầy đủ, Kissinger lại sắp sửa bay qua, mang theo một đề nghị chứa đầy những nhượng bộ chết người. Trước khi qua Sài Gòn, Kissinger được Nixon dặn dò là phải coi những cuộc họp với Thiệu như là một canh xì phé. Trong đó Kissinger phải giấu kỹ con tẩy cho đến phút chót. Như lời Kissinger sau này giải thích, chẳng hạn tôi không nên đưa ngay cho ông Thiệu coi cái phần chính trị của hiệp định. Tôi phải giả bộ nói làm sao để ông Thiệu nghĩ rằng Hà Nội đã yêu sách rất nhiều, nhiều hơn là sự thật họ đòi. Kissinger tới Sài Gòn ngày 18 tháng 10. Sáng hôm sau, ông tới ngay Dinh Độc Lập với một đoàn tùy tùng đông đảo, gồm cả nhân viên an ninh, trông chẳng khác chi phái đoàn đi tháp tùng một vị quốc trưởng hơn là một ông đặc sứ. Đã không ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, ông Thiệu còn lộ sự hờn giận của mình bằng cách để Kissinger và đoàn tùy tùng ngồi đợi 15 phút trong phòng tiếp khách, ngay trước mặt nhóm ký giả và nhiếp ảnh đã tụ họp ở đó từ trước để theo dõi cuộc viếng thăm. Và khi Kissinger được Thiệu tiếp, người ta đã không thấy có sự vồn vã thân mật nào hết. Thiệu đã tỏ ra cách biệt và lạnh lùng. Vừa gặp mặt, Kissinger liền trao tay cho Thiệu lá thư của Nixon đề ngày 16 tháng 10, 1972, dường như với dụng ý khai mào cuộc gặp gỡ và để cho biết là mình được Nixon hoàn toàn tín nhiệm. Lá thư đầy xúc động. Thân gửi Tổng thống Thiệu, tôi đã yêu cầu Tiến sĩ Kissinger chuyển đến ngài lá thư riêng này liên quan đến những cuộc đàm phán hiện thời với Bắc Việt, dường như đang tới giai đoạn chót. Như ngài biết, suốt 4 năm dưới quyền tôi, Hoa Kỳ đã đứng vững đằng sau chính phủ ngài cùng nhân dân Việt Nam Cộng Hòa và ủng hộ sự đấu tranh dũng cảm của họ nhằm chống xâm lăng và bảo tồn quyền tự quyết về tương lai chính trị của mình. Những biện pháp quân sự chúng tôi đã sử dụng và chương trình Việt Nam hóa, những hành động kịch liệt chúng tôi đã thi hành năm 1970 nhằm tiêu diệt sào huyệt địch tại Campuchia, những cuộc hành quân tại Lào năm 1971 và biện pháp chống Bắc Việt tháng 5 mới đây đã hoàn toàn minh chứng cho sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi.
Tôi khỏi cần nhấn mạnh rằng, trong số những biện pháp vừa kể, có nhiều biện pháp đã không được nhiều người ủng hộ tại Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi lại cần thiết. Nhưng chúng lại cần thiết. Tại bàn thương thuyết, chúng tôi đã luôn luôn bám chặt lấy nguyên tắc là không bao giờ thương lượng với Bắc Việt một giải pháp nào có thể định đoạt trước tương lai chính trị của miền Nam. Chúng tôi trước sau vẫn triệt để tôn trọng lập trường là duy trì chính phủ dân cử và bảo đảm cho nhân dân tự do Việt Nam cơ hội quyết định tương lai của mình. Cho tới gần đây, phe thương thuyết Bắc Việt vẫn còn bám chặt lấy lập trường cố hữu của họ là bất cứ cuộc dàn xếp nào về chiến tranh cũng sẽ phải bao gồm sự từ chức của ngài và sự giải tán của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cùng những định chế dân chủ liên hệ. Tuy nhiên, lúc này dường như chính vì sự kết hợp của lòng kiên trì, sự dũng cảm của chính phủ ngài cũng như các lực lượng chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa cùng với những biện pháp mạnh mà Hoa Kỳ đã áp dụng ngày 8 tháng 5 1972, thêm vào với kiên tâm của riêng chúng tôi tại bàn hội nghị, nên nó đã đưa tới một chuyển hướng sâu xa căn bản tại Hà Nội. Qua những cuộc gặp gỡ mới đây giữa tiến sĩ Kissinger và phái đoàn Bắc Việt tại Paris, mỗi ngày người ta càng thấy rõ là cấp lãnh đạo tại Hà Nội đã sẵn sàng chấp thuận ngưng bắn trước khi đòi giải quyết vấn đề chính trị tại miền Nam Việt Nam. Đây quả là một sự đảo ngược quan trọng trong chủ trương của họ và chắc là nó sẽ phải tiêu biểu một quyết định về phía họ. Quyết định mà ta không nên coi nhẹ, vì họ biết rõ nhược điểm của các lực lượng chính trị của họ tại miền Nam. Cho nên đối với họ, mục tiêu chính trị của họ tất phải mang nhiều rủi ro lớn. Hậu quả của sự thay đổi chiến lược này đã đưa tới một tình huống, trong đó chúng tôi và phe thương thuyết Hà Nội đã thỏa thuận về một bản văn quy định một cuộc đình chiến, sự triệt thoái những lực lượng đồng minh còn lại, sự trao đổi tù binh và sự tiếp tục tồn tại của chính phủ ngài cùng những định chế dân chủ của miền Nam sau khi cuộc ngưng bắn có hiệu lực. Thêm vào chính văn kiện ấy, chúng tôi còn đạt được một số cam kết riêng tư với Hà Nội nhằm mục đích thỏa mãn những mối quan tâm về an ninh của xứ sở ngài. Mà việc thực thi những cam kết ấy, chúng tôi coi như một phần chủ yếu của hiệp định này. Tiến sĩ Kissinger sẽ giải thích cho ngài với đầy đủ mọi chi tiết những điều khoản trong hiệp định đề nghị mà ông ta mang theo, và vì thế tôi sẽ không bàn gì thêm trong bức điệp văn này. Tuy nhiên, tôi rất muốn ngài hiểu rằng tôi tin chúng ta không còn lựa chọn hợp lý nào khác hơn là chấp nhận hiệp định ấy. Nó tiêu biểu cho sự chuyển hướng lớn về phe bên kia, và tôi tin chắc rằng sự thực thi hiệp định ấy sẽ cho phép ngài và dân tộc ngài có thể tự bảo vệ và quyết định vận mạng chính trị của miền Nam Việt Nam. Riêng đối với tôi, thì điều khoản quan trọng nhất của hiệp định, ngoài những khía cạnh quân sự của nó, là chính phủ ngài cùng quân lực và những định chế chính trị của Việt Nam Cộng Hòa sẽ còn nguyên vẹn sau khi cuộc ngưng bắn đã được tôn trọng. Trong thời kỳ tiếp theo sau đình chiến, ngài có thể được hoàn toàn an tâm là chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho chính phủ ngài sự yểm trợ đầy đủ nhất, kể cả viện trợ kinh tế và bất cứ viện trợ quân sự nào phù hợp với những điều khoản đình chiến của hiệp định này. Tôi công nhận rằng sau bao năm chiến tranh, một cuộc hòa giải sẽ mang đến cho sự nghiệp lãnh đạo của ngài và nhân dân ngài một thử thách vô cùng lớn lao. Tất cả chúng ta đều công nhận rằng cuộc xung đột giờ đây sẽ chuyển đến một hình thức khác, một hình thức đấu tranh chính trị, trái với tranh chấp quân sự công khai. Nhưng tôi tin chắc rằng với khôn ngoan và kiên trì, chính phủ ngài cũng như nhân dân Nam Việt Nam sẽ đáp ứng được thử thách mới đó. Trong nỗ lực ấy, ngài sẽ có được sự ủng hộ tuyệt đối của tôi, và tôi xin ngài biết rằng tôi tin tưởng trong giai đoạn mới này, sự lãnh đạo liên tục mà ngài dành cho vận mạng miền Nam Việt Nam thật vô cùng cần thiết. Sau hết, tôi phải nói rằng, nếu như ta đã có thể mạo hiểm trong chiến tranh, thì tôi tin là ta cũng phải mạo hiểm trong hòa bình. Ý định của chúng tôi là quyết tâm tôn trọng những điều khoản trong các hiệp định và thỏa thuận ký kết với Hà Nội. Và tôi biết rằng đó cũng là thái độ của chính phủ ngài. Chúng tôi đòi hỏi có qua có lại và đã cảnh giác cho cả họ lẫn các đồng minh lớn của họ biết rõ như thế. Tôi xin cam kết với ngài rằng bất cứ một sự bội tính nào về phía họ cũng sẽ bị chúng tôi lên án khắt khe nhất và nó sẽ có những hậu quả trầm trọng nhất.
Nhân dịp này, tôi xin phép Ngài cho tôi được nhắc lại những tình cảm kính trọng sâu xa nhất của cá nhân tôi và lòng ngưỡng mộ đối với Ngài và những người bạn chiến đấu của Ngài. Kính thư Richard Nixon. Dưới chữ ký, Nixon còn có thêm một đoạn viết tay. Tiến sĩ Kissinger, Đại tướng Hay và tôi đã thảo luận rất lâu về đề nghị này. Cá nhân tôi tin đó là đề nghị thuận lợi nhất mà ta có thể đạt được. Và nó thỏa mãn được điều kiện tuyệt đối của tôi là Việt Nam Cộng Hòa phải tồn tại như một quốc gia tự do. Những bình luận của tiến sĩ Kissinger được sự hậu thuẫn hoàn toàn của tôi. Ông Thiệu đọc hết lá thư, nhưng không một lời bình luận. Rồi ông mời Kissinger sang phòng ước đoán tình hình, có cửa thông sang văn phòng ông, để gặp Hội đồng An ninh Quốc gia. Kissinger yêu cầu được 30 phút để trình bày bản hiệp định. Kissinger nhấn mạnh các phần chính trị của hiệp định mà ông tin là có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông cam đoan Hoa Kỳ sẽ duy trì các căn cứ không quân tại Thái Lan và giữ đệ thất hạm đội ngoài khơi để ngăn chặn Bắc Việt tấn công. Kissinger hứa tiếp tục kinh viện và quân viện cho Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, ông tin rằng những thỏa thuận ngầm giữa Liên Xô và Trung Cộng sẽ giảm bớt xuống nhiều nguồn tiếp liệu chiến cụ cho quân đội Bắc Việt. Theo ông, đây là lúc thuận lợi để đi tới một hiệp ước với Cộng sản, vì dù sao chăng nữa, Việt Nam Cộng Hòa cũng đã có quân lực trên 1 triệu người và kiểm soát được 85% dân số. Ông tin tưởng rằng Việt Nam Cộng Hòa sẽ phát triển và thịnh vượng trong thời kỳ hậu chiến. Kissinger không đi vào các chi tiết về những gì còn phải giải quyết với Hà Nội và cũng không cho Thiệu biết một thời khóa biểu mật mà ông ta đã đồng ý với Bắc Việt, là họ sẽ ký tắt vào bản hiệp định tại Hà Nội chỉ 1 tuần lễ sau đó, vào ngày 24 tháng 10. Trình bày xong, Kissinger trao cho ông Thiệu một phó bản duy nhất của hiệp định bằng Anh ngữ. Thiệu ra hiệu cho Nhã tới, đứng sau ghế Thiệu, đọc bản văn trong lúc Kissinger trình bày các điều khoản của hiệp định. Nhã ghé tai ông Thiệu nói thầm, đây đâu phải là những điều mà mình trông đợi. Hãy cứ nói vài điều vớ vẩn nào đó để lấy thêm thời giờ suy nghĩ. Về sau Nhã nhớ lại, tôi kinh ngạc hết sức. Tất cả những điểm Việt Nam Cộng Hòa đề nghị, rồi phản đề nghị đều đã bị gạt ra ngoài. Tôi khựng lại vì ngạc nhiên, nhưng cố không để lộ ra mặt. Ông Thiệu cũng kinh ngạc và cũng cố giữ trong lòng. Về sau, ông nói với Hưng là ông căm phẫn với Kissinger đến độ ông muốn đấm cho anh ta một quả vào miệng. Thế nhưng ông cố tự kiềm chế và yêu cầu Kissinger cho một bản tiếng Việt của hiệp định. Kissinger nói không có, nhưng sẽ kiếm trong hồ sơ một bản. Thiệu cảm ơn Kissinger về phần trình bày hay và nói thêm cho tôi thời giờ suy nghĩ, ta sẽ hội lại lúc 5 giờ chiều. Thiệu hứa sẽ nghiên cứu cẩn thận bản tiếng Anh trước khi đó. Buổi họp chấm dứt trong tinh thần thân hữu và Kissinger có đôi chút phấn khởi. Về phần Thiệu, ông lập tức chỉ thị cho Nhã phân tích toàn bộ đề án và phải xong lúc 3 giờ chiều để có thể thảo luận trước phiên họp 5 giờ. Sau này Nhã kể lại, tôi vội cho in thành nhiều bản và mời Ngoại trưởng Lắm, Cố vấn Nguyễn Phú Đức và Đại sứ Phượng đến dùng cơm trưa với tôi tại nhà hàng La Cave. Ngồi vào bàn tôi hỏi ngay, quý vị nghĩ thế nào? Họ nói không đến nỗi nào. Chúng tôi tưởng còn tệ hơn nữa. Thế nào là không đến nỗi nào? Quý vị đã đọc kỹ chưa? Nhã để ý là không có khoản nào nói đến việc rút quân Bắc Việt. Ngoài ra hiệp định chỉ nói tới 3 quốc gia Đông Dương, ý muốn nói là chỉ có 1 nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Về phía Bắc Việt thì chúng vẫn cho Việt Nam Cộng Hòa, quốc gia thứ tư, với thủ đô ở Sài Gòn là không được kể như một chính phủ hợp pháp. Nhã hỏi tiếp. Quý vị có thấy chữ National Council of Reconciliation trong đó không? Tôi sẽ hỏi họ xem cái này là cái gì trong bản Việt ngữ. Không có bản tiếng Việt, mọi người đều phải nghiên cứu bản tiếng Anh, rồi đến dự phiên họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia vào lúc 3 giờ như đã dự liệu. Hội đồng quyết định có 5 điểm chính cần được minh xác. 5 giờ chiều hôm đó, Kissinger và Bunker trở lại Dinh Độc Lập để gặp Thiệu. Kissinger có vẻ rất hăng. Thiệu lịch sự, nhưng nhất định cứ hỏi bằng tiếng Việt, cho Nhã thông ngôn, để giữ cho buổi họp ở cấp lễ nghi, hình thức. Ông nói, chúng tôi đã phân tích sơ qua,
và chúng tôi muốn hỏi một vài điểm cần được minh xác. Rồi sau đó, chúng tôi cần có thêm thời giờ để nghiên cứu bản văn, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Rồi ông hỏi thêm, à, còn ba quốc gia Đông Dương mà ông nói đến là những quốc gia nào vậy? Kissinger không để lỡ một giây đáp liền. Thưa ngài, chắc là thư ký đánh máy sai đó. Bản tiếng Anh nói đến ba dân tộc Đông Dương ám chỉ Lào, Campuchia và một nước Việt Nam. Thiệu nhất định không chấp nhận công thức đó. Hội nghị Geneva đã thừa nhận bốn quốc gia, trong đó có hai Việt Nam, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa. Sự việc này đâu có thể thay đổi. Thiệu còn nhất định không chịu cho mặt trận giải phóng được xưng là đại diện cho miền Nam Việt Nam. Kissinger giải thích rằng sự nhắc nhở ba dân tộc Đông Dương là một sơ ý, là lỗi đánh máy. Ông dám nói như vậy dù là bản dự thảo nhắc nó đến 2-3 lần. Và được viết xuống bằng chữ 3 và bằng con số 3. Ông Thiệu còn quan tâm đặc biệt đến định nghĩa của Hội đồng Hòa hợp và Hòa giải dân tộc. Nhiều lần trong bản văn, danh xưng này được gọi là một cơ cấu hành chánh. Nếu đứng về ngôn ngữ Việt Nam, thì cơ cấu hành chánh và cơ cấu chính quyền rất giống nhau, và ý nghĩa của nó rất dễ được hiểu lầm là chính phủ liên hiệp trá hình. Kissinger giải thích rằng hội đồng sẽ không có quyền hành của một chính phủ, mà chỉ có nhiệm vụ cố vấn, thi hành những gì đã được các phe phái đồng ý. Nó không phải là một chính phủ liên hiệp. Kissinger khăng khăng, nó chỉ là một hội đồng bé nhỏ tí ti. Nó không có quyền hành, nó chỉ là một cơ quan tư vấn thôi. Còn quân đội Bắc Việt thì sẽ ra sao khi một hiệp định Paris đã được ký kết? Kissinger đáp, sẽ không có sự thâm nhập thêm nữa của quân đội từ miền Bắc. Và quân lực Việt Nam Cộng Hòa với quân số 1.100.000 người sẽ chẳng việc gì mà phải sợ sự hiện diện của 140.000 quân Bắc Việt. Được hỏi tại sao lại không có đoạn nào nói rõ về sự rút quân Bắc Việt, thì Kissinger giải thích, thì như quý ông biết, chúng tôi đã thảo luận điều đó với Bắc Việt và họ không chấp nhận, cho nên chúng tôi nghĩ là không nên để nó vào bản văn để khỏi làm hỏng bầu không khí. Điều đó làm ông Thiệu giận nhất trong phần trình bày của Kissinger là ông này cứ khăng khăng cho hiệp định là một thắng lợi to lớn nhất có thể đạt được và là một sự sụp đổ của lập trường Bắc Việt. Nhã kể lại câu nói của Kissinger như sau. Lê Đức Thọ đến nói với tôi rằng đó là nhượng bộ đau đớn nhất mà hắn phải chịu, nhưng vì lợi ích hòa bình nên hắn đã phải nhường tôi và hắn còn khóc nữa. Nhã nhận xét, câu nói là cộng sản khóc làm chúng tôi sửng sốt. Cộng sản đâu có biết khóc. Hoặc giả Kissinger ngây thơ, hoặc ông ta cho mình là ngu. Đến đây, ông Thiệu đề nghị một buổi họp ở cấp tiểu nhóm với Ngoại trưởng Lắm sáng hôm sau để thảo luận vào chi tiết bản hiệp định Kissinger đồng ý. Dường như để đắm mõm, Kissinger và Bunker lại xin họp riêng với Thiệu, Cao Văn Viên và Đại tướng Creighton Abrams, người đứng đầu cơ quan viện trợ quân sự Mỹ, để thảo luận về việc gấp rút tăng cường tiếp liệu cho quân cụ cho Sài Gòn trước khi có ngừng bắn. Các loại trang bị sẽ được gửi qua Sài Gòn trước ngày ký kết hiệp định và sẽ được thay thế trên căn bản một đổi một, theo các điều kiện đã quy định trong hiệp ước. Trước khi khảo sát đề nghị mà Kissinger mang từ Paris qua, điều hệ trọng nhất là phải xét xem giữa ông này và Nixon có những khác biệt nào về cách giải quyết chiến tranh Việt Nam. Kissinger dự định đi Hà Nội bí mật để ký tắt vào bản hiệp định ngày 24 tháng 10 trước khi Nixon công bố. Ông cho rằng bầu cử tổng thống là giai đoạn chót của một chu kỳ chính trị, là lúc để Hoa Kỳ hồi sinh. Chấp nhận những nhượng bộ chính trị để chấm dứt chiến tranh sẽ dễ dàng hơn nếu được thi hành trước nhiệm kỳ 2 của Nixon. Cái phong cách cá nhân của Kissinger bị nhiều người trong chính tòa Bạch Cung chỉ trích là Haldeman, Động lý văn phòng của Nixon, lúc ấy đang phát động một chiến dịch nhằm áp lực Kissinger trở về cương vị cố vấn của mình, đồng thời nâng cao vai trò chủ yếu của Nixon trong các cuộc thương thuyết. Haldeman e ngại rằng Kissinger muốn qua mặt Nixon và làm mờ đi hình ảnh chủ chốt của một vị tổng thống trong những quyết định về chính sách đối ngoại. Còn Kissinger thì lại rất nhạy cảm về những chỉ trích ấy và mang nhiều kỳ vọng cho chính vai trò của mình trong nhiệm kỳ 2. Ông muốn tạo thêm ảnh hưởng của mình bằng cách tuyên bố cho cả thế giới
là ông đã mang lại hòa bình cho Việt Nam. Kissinger còn có một nghị trình riêng tư cho nhiệm kỳ 2 nữa. Nào giảm mức độ căng thẳng với Liên Xô, nào bình thường hóa với quan hệ Trung Cộng. Việt Nam làm ngán trở những mục tiêu dài hạn của ông ta. Chừng nào Việt Nam còn là một vấn đề thì khó mà tiến tới được. Kissinger cho là cá nhân ông ta đang bước vào một giai đoạn lịch sử. Chính khách phải hành động như thể là trực giác của mình đã là kinh nghiệm, như thể là khát vọng của mình đã là chân lý. Ông đã viết như thế trong A World Restored, một thế giới được phục hồi. Một tập nghiên cứu về Metternich, nhận định đó đã là nguyên tắc chỉ đạo cho chính ông trong thời gian ngồi ở một văn phòng nhỏ ở góc cánh tay tòa Bạch Cung. Trong một cuộc phỏng vấn do nữ ký giả người Ý Oriana Fallaci thực hiện, Kissinger giải thích rằng sở dĩ ông có được sức mạnh là nhờ ở lối hành động theo riêng ý mình. Ông đã tự hãnh diện. Điểm chính là lúc nào tôi cũng hành động một mình. Người Mỹ thích cái đó vô cùng. Người Mỹ thích hình ảnh một gã chăn bò dẫn đầu một toán di dân. Một mình trên lưng ngựa đi đầu, thủng thẳng tiến vô một tỉnh lỵ, một thị xã. Chỉ mình với ngựa thôi, không có gì khác. Có thể là không có cả súng nữa, là vì gã không cần bắn. Gã chỉ hành động bằng cách là ở đúng chỗ, vào đúng lúc. Thế thôi, nói gọn hơn, gã là một cowboy. Đơn thân độc mã là một phần tạo nên phong cách của Kissinger. Thế nhưng, ông cũng đã phải khó nhọc để chiêu phục cảm tình của những kẻ có thể chống đối mình. Ông quyết tâm dẫn đường cho đoàn xe ngựa Mỹ ra được khỏi Việt Nam, vì chỉ khi nào từ giã nơi này rồi thì ông mới có thể tiến được đến việc thực hiện mưu đồ lớn của mình. Trong một bữa ăn với một nhóm chủ bút của tạp chí Time và Fortune tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ngày 29 tháng 9 1972, Schechter ngạc nhiên về sự Kissinger bác bỏ cả Bắc Việt lẫn Nam Việt. Ông nói, vấn đề của chúng ta với người Việt Nam là bên nào cũng cho là mình đang thắng, và khoan hồng chẳng hề là đặc tính của họ. Rồi ông đánh giá Thiệu và Thọ ngang nhau, cùng Việt Nam như nhau về lối suy tưởng cũng như cách xử sự. Cả hai đều gớm khiếp như nhau. Đó là lần đầu tiên Kissinger nói đến hai phe bằng cùng một lập luận. Một dấu hiệu rõ ràng là Hoa Kỳ đang áp dụng một thái độ xa cách với Thiệu và tìm cách triệt thoái quân đội khỏi miền Nam. Kissinger tiếp, trong thực chất, chiến tranh đã tàn rồi. Chẳng một ai thắng cả. Người Mỹ không còn quyền lợi gì, ngoại trừ ra đi với phẩm cách. Thọ là một tên cuồng trí, không biết được đâu là con đường quốc nội bình thường mà đi theo. Nhận xét cuối cùng này quả như một lời tiên tri và chứng tỏ Kissinger đã có một hiểu biết sâu xa về tên lãnh đạo Bắc Việt này. Kissinger khẳng định rằng người Việt rất khác. Óc của họ làm việc khác với óc ta. Tiến sĩ Eric Wolff, người đứng đầu phân khu tâm bệnh tại Đại học Freiburg, Tây Đức, và là người đã lập ra chương trình tâm bệnh học tại Đại học Huế, tin rằng trí óc người Việt tạo dựng được những hiện thực ngay ở trong những tình huống huyền thoại hoang đường. Kissinger nói, Wolff có lần đã bảo ông rằng đối với người Việt, những sự việc có thật trong đời sống thường ngày không tương ứng với thực tế như ta nhận thức, mà tương ứng với một chuỗi thần thoại. Vấn đề chính bây giờ là tìm cho ra đâu là những huyền thoại mà người Việt cảm thấy có liên hệ trong một tình huống nào đó. Riêng Kissinger cần phải tìm xem cái gì mà miền Nam Việt Nam chấp nhận là thực tế, bởi lẽ đối với Hoa Kỳ thì thực tế là chiến tranh phải chấm dứt. Như thế, đối với ông ta, tâm trạng và phong thái đã rõ rệt. Hoa Kỳ đã làm những gì có thể làm tại Việt Nam. Bây giờ là lúc giải kết trong danh dự. Kissinger giải thích, người Việt Nam là một giống người khó tính, bướng bỉnh và đa nghi. Và một lúc khác, cũng trong bữa ăn trưa ấy, Kissinger nói rằng giải pháp lý tưởng là thỏa thuận với Bắc Việt trước khi có bầu cử, nhưng đợi khi nào bầu cử xong mới tuyên bố kết quả điều đình. Hadley Donovan, chủ biên của tạp chí Time, một người hằng cảm phục Kissinger, nghe đến đây không chịu nổi nữa. Ông bèn thuyết cho Kissinger một hồi về tầm quan trọng của sự chính trực trong tiến trình bầu cử và về những tai hại có thể xảy ra nếu như điều đình chỉ vì cuộc bầu cử. Kissinger miễn cưỡng đồng ý.
Thế rồi Kissinger bay sang Paris để cố xoay cho được một hiệp định trước ngày bầu cử, hy vọng có thể tái lập ảnh hưởng của mình trong tòa Bạch Cung bằng cách đóng góp vào sự thắng cử của Nixon. Kissinger đã nghĩ rằng Nixon dự định đưa đại sứ Hoa Kỳ tại Tây Đức Kenneth Rush lên thay thế William Rogers trong chức ngoại trưởng, chức vụ mà ông rất ham muốn, bởi Nixon vẫn ngưỡng mộ Rush về vai trò của ông này trong cuộc thương thuyết Berlin. Mặt khác, nếu phân tích kỹ thì thấy Nixon đã lập thời khóa biểu cho mình căn cứ vào sức mạnh chính trị, còn thời khóa biểu của Kissinger thì dựa vào tham vọng cá nhân và tham vọng trí thức riêng của ông ta. Cả hai đều hay nói đến hòa bình trong danh dự và tầm quan trọng của việc chấm dứt chiến tranh một cách danh dự trong bài viết cho tạp chí Foreign Affairs số ra tháng 1, 1969, bàn về thương thuyết Việt Nam, Kissinger đã nói: "Bất kể lý do tại sao ta dính líu vào Việt Nam, bất kể những phán đoán về hành động của ta, chấm dứt cuộc chiến tranh một cách danh dự là một điều tối cần thiết cho hòa bình thế giới. Nhưng nói một đàng, làm một nẻo. Thực ra Kissinger chỉ muốn có một cuộc đình chiến trong danh dự mà thôi. Ông chỉ muốn có một decent interval, một khoảng cách thời gian giữa lúc Mỹ rút lui và lúc sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa, làm sao cho phải chăng, coi được là được rồi." Còn Nixon không hề công khai chấp nhận quan điểm đó. Ông chỉ nói đến thắng lợi hòa bình, có nghĩa là tiếp tục yểm trợ cho Việt Nam Cộng Hòa và mong cho miền Nam Việt Nam được tồn tại lâu hơn. Kissinger thì luôn lo ngại về nhóm bạn bè của ông trong giới đại học sẽ nhìn mình như đang thủ vai xu nịnh, o bế những quan điểm chính trị cứng rắn của Nixon như một vú em trí thức, một hàng thần Do Thái trong một triều đình Đức, là bộ tham mưu tại tòa Bạch Cung hồi bấy giờ. Kissinger có cái tài dùng ngôn ngữ lịch thiệp và tài hùng biện kênh kiệu. Trước mặt nhóm bằng hữu có khuynh hướng tự do và trước mặt ký giả, ông đóng vai trò thiện nhân giữa bọn hung thần của Nixon. Ông còn cố tránh xa bọn này nữa, điều làm cho H.R. Haldeman rất bực tức, vì Haldeman muốn cho Kissinger xử sự giống như bất cứ nhân viên nào khác, nghĩa là phải nhận chịu ép mình dưới kỷ luật của mình trong chức vụ đồng lý. Dưới mắt đám bầy tôi trung của Nixon, thì dường như Kissinger quan tâm đến hình ảnh của chính mình hơn là đến hình ảnh của Tổng thống, và điều này đã bị Haldeman ra mặt công kích trong tòa Bạch Cung. Kissinger đã từng làm việc cho Nelson Rockefeller trong kỳ bầu cử Tổng thống năm 1968 và đã được Rockefeller trả lương kể từ giữa thập niên 1950. Hồi còn làm cho Rockefeller, trước khi Nixon được đề cử năm 68, Kissinger có nói: "Nội tất cả những người ra tranh cử, Richard Nixon là kẻ nguy hiểm nhất nếu trở thành Tổng thống." Dưới mắt Kissinger, Nixon là một kẻ lạ mặt lạnh lùng, xa cách và tự bản chất là một con người không hấp dẫn. Trước mặt Nixon thì Kissinger là một nịnh thần, luôn luôn thận trọng, không bao giờ dám công khai chống đối Tổng thống. Ông áp dụng nhiều mánh khóe để đạt được sự tín cận của Nixon. Trong hầu hết mọi trường hợp, thực chất của vấn đề không quan trọng bằng sự kiện là chính Kissinger kiểm soát được vấn đề ấy qua sự ủng hộ của Nixon. Đôi khi Kissinger còn yêu cầu người khác lấy một lập trường mà ông biết là có thể đối lập với quan điểm của Tổng thống, chỉ nhằm mục đích làm cho lập trường của họ bị yếu đi dưới mắt Nixon. Ông còn không ngần ngại bóp méo lập trường của mình để có thể hạ đối thủ. Điển hình là vụ Nixon quyết định thả mìn Hải Phòng hồi tháng 5, 1972. Ngoại trưởng William Rogers được triệu hồi từ Âu Châu về họp với Hội đồng An ninh Quốc gia. Kissinger điện thoại cho Thứ trưởng Ngoại giao Alexis Johnson, nói rằng ông đang cố ngăn trở Tổng thống không nên thả mìn. Viện lý là có thể làm lỡ cơ hội họp thượng đỉnh với Mạc Tư Khoa, mà lúc đó ông tin rằng đã hơn 9 phần 10 có phần thuận lợi. Ông cho là chính John Mitchell và John Connally đã bày mưu ra vụ thả mìn, và chúng mình phải trông cậy ở Ngoại trưởng Rogers để thay đổi ý kiến Tổng thống trong phiên họp với Hội đồng An ninh Quốc gia dự liệu vào sáng thứ hai tới. Là sẽ không làm được việc đó bởi ông này luôn luôn đứng về mọi phe trong mọi vấn đề.
khi Rogers và Johnson gặp nhau, viên ngoại trưởng nói ông không tin là Kissinger chống việc thả mìn. Johnson bèn điện thoại với Kissinger một lần nữa và được ông này xác nhận lại là ông thực sự chống thả mìn. Theo Johnson, Kissinger còn có vẻ nản chí về đường lối của Nixon. Kissinger dịp này cũng dục Johnson thuyết phục Ngoại trưởng Rogers nên nói thẳng ý kiến chống đối việc thả mìn trong phiên họp tới. Johnson sau này thuật lại, Henry nói ông không có ý định nói thẳng ý kiến của mình ra vì là một phụ tá. Ông ta không muốn chống đối Tổng thống trong một buổi họp công khai. Vậy mà trong chính tập hồi ký của mình, Kissinger đã kể lại nào ông đã đồng ý với việc thả mìn Hải Phòng, nào ông có được sự ủng hộ của Connally. Tại phiên họp an ninh Rogers, trước đã định ủng hộ Nixon, bây giờ lại không có lập trường vững chắc. Và Kissinger thuật lại là Rogers đã dùng dằn nước đôi. Hiển nhiên là ông đã thành công trong việc vô hiệu hóa Rogers. Và như vậy, hiển nhiên là ông đã không ngay thẳng với một vị ngoại trưởng, nhân viên chuyên nghiệp cao cấp của ngành ngoại giao. Kissinger đã không ngay thẳng, ngay cả với Nixon, về mật đàm tại Paris. Trong thâm tâm, ông muốn tìm đến một giải pháp khiến Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam và lấy tù binh về mà thôi. Trong khi Nixon thì luôn luôn nói đến nhu cầu chiến thắng được hòa bình. Trong cuốn sách nghiên cứu về hòa đàm Việt Nam, Alan Goodman có trích dẫn lời một nhân viên trong nhóm thương thuyết của Kissinger đã tiết lộ về mục đích của ông ta. Ông chỉ muốn một cuộc hòa giải điều đình mà Hà Nội sẽ ký kết để trả lại tù binh và chấm dứt sự can thiệp của Hoa Kỳ là đủ. Còn Nixon thì tin rằng con đường duy nhất để chấm dứt chiến tranh bằng thương thuyết là chứng tỏ cho cả Hà Nội lẫn Sài Gòn biết rằng Sài Gòn có thể thắng được cuộc chiến này. Nixon nhấn mạnh đến công cuộc Việt Nam hóa và sự yểm trợ của Hoa Kỳ. Ông đã chứng minh lời nói bằng việc làm. Việc tăng cường khả năng quân sự Sài Gòn tiến hành không gián đoạn. Vụ đột kích Campuchia hồi tháng 5 1970, vụ thả bom bí mật miền Bắc năm 1971 và một cuộc hành quân phá trung tâm tiếp liệu Bắc Việt tại Checkpoint, Lào năm 1971. Tất cả những sự việc này đều gia tăng cơ hội sống còn của Sài Gòn. Nhưng trong khi những biện pháp trên được thực hiện, thì cuộc mật đàm lại đi ngược chiều hẳn. Nó có tác dụng trói tay trói chân quân đội Việt Nam Cộng Hòa và làm tiêu tan cơ hội sống còn của miền Nam. Bởi vậy chương trình Việt Nam hóa và công cuộc điều đình không bổ sung cho nhau như Nixon đã đề ra và trình cho Quốc hội năm 1970. Trên lý thuyết, Nixon và Kissinger cùng đi với nhau, nhưng nếu như cùng hướng đến một mục tiêu thì họ lại thường đi theo hai ngã khác nhau. Nixon nhấn mạnh chương trình Việt hóa, Kissinger nhấn mạnh điều đình. Kissinger đặt kỳ vọng nhiều ở thương thuyết, Nixon thì không. Như Kissinger sau này than phiền, thảo nào Nixon đã luôn luôn hoài nghi thương thuyết. Trong chuyến công du vòng quanh thế giới của tôi, ông ta cứ dồn đến tôi những bức công văn, đòi phải có lập trường cứng rắn hơn tại Paris. Cái đó đã đưa đẩy sự việc sớm đến giai đoạn khủng hoảng. Trái với điều tin tưởng của Kissinger là ông có thể thuyết phục được Hà Nội để họ đi tới thỏa hiệp, Nixon đã coi điều đình chỉ là một cách để Hà Nội nới rộng cuộc tranh đấu, giành thắng lợi cho Cộng sản. Kissinger nhìn thương thuyết theo một khuôn khổ ngoại giao cổ truyền, nghĩ rằng Bắc Việt sẽ sẵn sàng đáp ứng áp lực ngoại giao từ Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa. Mặc dù ông thường nói đến cuồng tính ý thức hệ của Hà Nội, Kissinger lại coi nhẹ các yếu tố này khi thấy tiện lợi cho mình trong ý đồ thành đạt những cứu cánh chính trị tức thời. Nixon thì đặt nhẹ thương thuyết và đặt nặng sức mạnh quân sự. Trong bản phúc trình gửi Quốc hội về chính sách đối ngoại Hoa Kỳ năm 1972, Nixon nói, Bắc Việt coi thương thuyết như một ngã đường khác đưa đến thắng lợi, chứ không phải một sự thỏa hiệp với đối thủ. Đối với họ, thương thuyết là sự mở rộng thêm cuộc đấu tranh quân sự bằng những phương tiện khác, thay vì là một nỗ lực nhằm dung hòa giữa hai lập trường của hai bên. Tổng thống Hoa Kỳ coi chương trình Việt hóa như một con đường lựa chọn khác, không lệ thuộc vào Hà Nội. Khi ông kêu gọi, đa số người Mỹ thầm lặng ủng hộ ông. Ngày 3 tháng 11, 1969, Nixon đã giải thích rằng ông cần đến sự ủng hộ của họ để đi tìm một nền hòa bình công chính bằng cách hòa giải thương thuyết nếu có thể hoặc bằng cách tiếp tục thi hành kế hoạch Việt Nam hóa nếu cần thiết. Nixon còn muốn rằng kế hoạch của ông sẽ chấm dứt chiến tranh
và phục vụ chính nghĩa hòa bình, chẳng những tại Việt Nam mà còn ở Thái Bình Dương và trên thế giới nữa. Trong lá thư riêng gửi ông Thiệu trước hôm đi Trung Hoa, Nixon cũng lặp lại sự ủng hộ của ông đối với ước muốn điều đình trực tiếp với Bắc Việt của Việt Nam Cộng Hòa, cũng như yểm trợ khả năng tự vệ đang tăng trưởng của Việt Nam Cộng Hòa. Trái với Nixon, Kissinger không tin tưởng vào chương trình Việt Nam hóa, coi nó chỉ như một khích lệ để Hà Nội thương lượng với ông mà thôi. Ông cho rằng chương trình đó, do Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird quan niệm và thúc đẩy, chỉ là để làm dịu những chống đối chiến tranh. Ông tin rằng chương trình Việt Nam hóa còn có thể làm yếu đi vị trí thương lượng của mình, cho nên ông đã tranh đua với Laird để giành được sự thuận ý của Nixon. Trong tập hồi ký sau này, Nixon cũng nhận định rằng chương trình Việt hóa càng thành công thì thương thuyết càng xa lầy. Một phụ tá của Kissinger kể lại, Henry tin rằng Sài Gòn càng tỏ ra mạnh hơn bao nhiêu thì cơ hội để cho Hà Nội ký kết lại càng mong manh hơn bấy nhiêu. Nếu như Nixon coi chương trình Việt hóa như một phương tiện mang lại cho Sài Gòn thời gian để phát triển khả năng tự vệ, thì Kissinger lại chỉ coi nó như một cách để chặn họng ông Thiệu cho khỏi chỉ trích Hoa Kỳ. Theo ông, Việt hóa là một phương tiện để bảo đảm rằng khi đạt được một thỏa hiệp rồi, thì Sài Gòn khỏi còn lý do để mà cãi là nó tới quá sớm. Trước khi ông vô Bạch Cung, khi phê phán về những lỗi lầm của chính quyền Johnson về Việt Nam, Kissinger đã biện luận rằng đường lối ngoại giao của ta và những biện pháp quân sự được thực hiện đã cô lập với nhau. Đây là một sai lầm mà Kissinger chắc chắn là ông sẽ tránh được. Thế nhưng các cuộc mật đàm tại Paris lúc ấy chẳng có liên hệ gì đến công cuộc Việt Nam hóa đang được Ngũ Giác Đài hoạch định và thi hành tại Sài Gòn. Kissinger còn phê bình rằng khi Tổng thống Johnson nói muốn điều đình vô điều kiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào với Hà Nội, thì Johnson đã mất sự uyển chuyển và cho phe bên kia quyền lựa chọn thời gian thương thảo. Thế nhưng chính Kissinger cũng vấp phải sai lầm ấy khi ông định thời gian chót để có một hiệp định là cuộc bầu cử tháng 11, 1972, ông ta đã nhượng cho Cộng sản một lợi điểm vô cùng to lớn. Kissinger luôn luôn là kẻ chủ trương thương thuyết hơn là tranh chấp, nghĩ rằng chương trình Việt hóa có thể khuyến khích Bắc Việt thương thảo. Bởi vậy, đối với ông, việc tăng cường quân đội Việt Nam Cộng Hòa không phải để giúp miền Nam, nhưng chỉ là để bắt buộc Bắc Việt phải thỏa hiệp tại bàn thương thuyết mà thôi. Ông giải thích trong tập hồi ký, chúng ta cần có một chiến lược khiến cho việc tiếp diễn chiến tranh sẽ không trở nên hấp dẫn nữa đối với Hà Nội bằng cách đi tới hòa giải. Thế nhưng, ông đã không nhận ra được là Hà Nội đã chỉ có một mục đích chủ yếu, việc toàn bộ quân Mỹ đơn phương rút khỏi Việt Nam. Năm 1969, khi Nixon loan báo rút 25.000 quân Mỹ về, Hồ Chí Minh đã đòi một sự rút lui tổng quát, toàn diện và vô điều kiện. Trong bài chúc thư trước khi chết, Hồ cũng đã trối trăng cho đàn em như vậy. Cho nên Bắc Việt không bao giờ chịu nhượng bộ trên bàn hội nghị về vấn đề Mỹ phải đơn phương rút quân. Và như vậy có điều đình cũng vô ích mà thôi. Lén lén đi đêm với Hà Nội, Kissinger chỉ có thể gặp ma. Trong những cuộc mật đàm, Kissinger đã sơ hở để cho Lê Đức Thọ thấy rõ ưu điểm của Mỹ là khao khát có được một chữ ký của y và một hiệp định đình chiến để còn tuyên bố với nhân dân Hoa Kỳ là mình đã tìm được hòa bình và danh dự. Kissinger đã ngẫu nhiên cho Hà Nội cơ hội làm cao, đặt thêm hết điều kiện này đến điều kiện khác. Trong hai năm ròng, Kissinger đã lãng phí thời giờ, tập trung vào việc triệt thoái cả hai bên, coi như là giải pháp then chốt, thế rồi sau cùng hoàn toàn nhượng bộ. Năm 1968, trước khi nhậm chức, ông ngây thơ tin rằng Hà Nội sẽ phải điều đình việc triệt thoái quân đội Mỹ, vì họ không thể bắt Mỹ làm như thế được. Nhưng ông không biết rằng, khi Mỹ tuyên bố rút lui 25.000 quân tại Midway năm 1969, Hà Nội đã không thấy đó là một khích lệ để cũng rút quân về miền Bắc như ông tưởng trong cuộc họp mặt lần đầu tiên với Xuân Thủy ở Paris. Kissinger bảo hắn là Hoa Kỳ đã làm một số hành động có ý nghĩa, đơn phương để tỏ thiện chí. Chúng tôi đã ngưng tăng viện, chúng tôi đã loan báo việc triệt thoái đơn phương 25.000 người và chúng tôi đã hứa là sẽ còn triệt thoái thêm nữa. Kissinger tưởng là đến phiên Hà Nội phải đáp ứng. Đúng như kiểu điều đình Tây Phương, bên này nhường rồi tới bên kia nhường.
Nhưng không, chương trình rút quân của Mỹ đã bị mắc kẹt trong tiến trình chính trị quốc nội và Kissinger không thấy rằng Bắc Việt đã nhận định ngay là Mỹ sẽ phải tiếp tục rút lui, bất chấp họ có nhượng bộ hay không. Quả vậy, họ càng kiên nhẫn bao nhiêu thì càng ít quân Mỹ để phải đối phó bấy nhiêu. Mỹ rút quân về càng nhiều thì Hà Nội càng ít tưởng lệ để mà điều đình. Mỹ càng xuống thang thì Cộng sản càng leo thang yêu sách. Còn về phía Việt Nam Cộng Hòa, thì kế hoạch Việt Nam hóa mang lại cho mình phương tiện phát triển được một khả năng tự vệ lớn hơn. Lệnh tổng động viên được ban bố để tăng quân số quân lực Việt Nam Cộng Hòa lên đến 1.100.000 người. Đồ trang bị Mỹ được nhanh chóng chở tới bằng máy bay. Gần 1.000.000 súng M16 được yêu cầu từ lâu, nhưng mãi lúc đó mới được phân phối. Để thay thế các loại súng M1 và Garand lỗi thời, không thể nào sánh được với súng AK-47 của Bắc Việt do Trung Cộng viện trợ. Hoa Kỳ còn cung ứng 12.000 khẩu đại liên M60 và 40.000 súng phóng lựu M79. Năm 1969, chương trình lãnh đạo đã được 100.000 cán bộ quân và dân sự, trên 1.000 người, kể cả phi công, được gửi sang Hoa Kỳ mỗi năm để theo học các lớp huấn luyện cao cấp. Đến năm 1970, chính phủ đã có thể loan báo rằng Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức bước sang giai đoạn hậu chiến. Kỹ năng tác chiến và khả năng toàn diện của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được cải thiện lớn lao vào năm 1971, dù rằng lúc đó 80% quân Mỹ đã rút về. Chương trình Bình Định, một thành tố khác của kế hoạch Việt hóa, cũng đã tiến triển tốt dưới hình thức chương trình Phượng Hoàng, dưới quyền điều khiển của Cơ quan Tình báo Trung ương CIA và William Colby. Trong khoảng thời gian 1969-1971, theo Colby, chương trình Phượng Hoàng đã giảm bớt được 67.000 quân phiến cộng, trong đó 21.000 tên bị giết trong các năm đó. Số còn lại hoặc trở về làng hoặc bị coi như tù binh. Dưới chiến dịch ấy, dân làng được cung cấp vũ khí và huấn luyện cách thức nhổ tận gốc bộ máy Việt Cộng địa phương và ngăn không cho chúng di chuyển từ xã nọ sang xã kia. Địa phương quân 300.000 người và nghĩa quân 250.000 cũng được Hoa Kỳ vũ trang. Tới năm 70-80% các lực lượng này đã được cung cấp vũ khí tự động. Ngay đầu năm 71, Nixon đã báo cáo như sau trong bản phúc trình gửi Quốc hội về chính sách đối ngoại. Vào giữa năm 1969, các chỉ số cho thấy khoảng 40% dân số vùng nông thôn đã thuộc quyền kiểm soát của miền Nam Việt Nam, 50% dưới ảnh hưởng của cả hai bên và 10% thuộc quyền kiểm soát của bên kia. Gần đây, các tỷ lệ nói trên đã lần lượt là 65%, 30% và 5%. Nếu lấy con số 6 triệu dân thành thị của miền Nam, tất cả đều thuộc quyền chính phủ kiểm soát, cộng với trên 7 triệu dân số nông thôn vừa nói trên, thì có khoảng 80% tổng số dân miền Nam Việt Nam hiện do chính phủ kiểm soát. Nhưng thật là rủi ro, đang khi Việt Nam Cộng Hòa lớn mạnh và bắt đầu nắm lấy thế chủ động và chiếm phần ưu thế, thì Kissinger lại tới Sài Gòn để bắt phải chấp nhận một cuộc ngưng bắn tại chỗ, cho phép quân Bắc Việt ở lại miền Nam. Bọn chúng sẽ không bị tập kết vào những vùng có phân ranh giới rõ ràng, mà sẽ được tự do ở đâu ở đó, tại bất cứ nơi nào mà chúng thiết lập được vị trí, như những đốm da beo. Người ta bèn gọi đó là ngưng bắn kiểu da beo. 4 năm qua, dân chúng miền Nam đã được vũ trang và huấn luyện để chống cộng. Giờ đây, họ sẽ được lệnh chấp nhận sự có mặt của Việt Cộng và cho phép chúng được tự do đi lại trong các vùng thôn quê. Người miền Nam đã từng được huấn luyện để tiêu diệt Cộng sản, bây giờ lại được lệnh chấp nhận cho chúng sống chung. Điều ấy phát sinh ra trong dân gian nhiều câu nói cay đắng. Chẳng hạn, trước kia mình vô rừng để săn thú, bây giờ mình lại phải ôm thú trong tay và ngủ với chúng. Ông Thiệu sau này ví von việc Hoa Kỳ bắt buộc chấp nhận cho Bắc Việt để quân lại miền Nam như buộc chủ nhà phải chấp nhận một kẻ trộm vừa bị chộp quả tang trong phòng ngủ mình. Ông kể câu chuyện, có người kêu cảnh sát đến bắt kẻ trộm. Lúc cảnh sát tới, họ vẫn không đuổi được tên trộm ra khỏi nhà. Thấy khó quá, viên cảnh sát trưởng bèn đút súng vô bao rồi khuyên người chủ nhà, hắn đâu đến đổi nào, tại sao không thử cố sống chung với hắn đi. Ít lâu sau chắc rồi hắn sẽ nhớ nhà và sẽ về với gia đình hắn đấy. Dĩ nhiên, ít lâu sau tên trộm sẽ nhảy lên giường, hiếp vợ mình. Với tâm trạng đó,
Ông Thiệu tìm cách đối phó với Kissinger sau buổi họp mặt ban đầu là 19 tháng 10 năm 1972. Ông yêu cầu Kissinger đến họp với các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia tại nhà riêng của Ngoại trưởng Trần Văn Lắm tại đường Hồng Thập Tự vào sáng thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 lúc 10 giờ. Đến lúc đó, thì phía Việt Nam đã có dịp nghiên cứu bản văn hiệp định bằng tiếng Việt do John Negroponte, phụ tá của Kissinger, trao cho hôm trước. Đọc bản tiếng Việt do Cộng sản thảo, phía Việt Nam Cộng Hòa đã thấy rõ ràng những mối lo âu của mình là có căn cứ. Kissinger đã chấp nhận bản dự thảo tiếng Việt với tất cả thuật ngữ của Cộng sản, và nó khác hẳn với bản Anh ngữ. Bắc Việt quả đã dùng chữ cơ cấu chính quyền để mô tả hội đồng hòa hợp và hòa giải dân tộc, và các lực lượng Mỹ được gọi bằng một từ ngữ cố tình xúc phạm là quân Mỹ. Một đoạn khác trong bản tiếng Việt kêu gọi Mỹ và các chư hầu phải rút lui. Trước khi phiên họp bắt đầu, quanh một bàn ăn dài bằng gỗ mun, Ngoại trưởng Lắm, người Công giáo, đọc một lời cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn cho những người đang có mặt tại đây, làm việc đắc lực đem lại hòa bình cho Việt Nam. Phía Việt Nam Cộng Hòa phản đối, đòi minh xác tổng cộng 23 điểm. Một cuộc đấu khẩu sôi nổi được diễn ra. Trong số 23 điểm, Kissinger nói chỉ có 8 điểm là đáng được minh xác thôi. Buổi họp kết thúc vào lúc trưa. Tới dinh, Nhã vào gặp Thiệu giữa lúc ăn trưa. Ông bảo Nhã ngồi xuống cùng ăn. Nhã nói, em không có thời giờ ăn đâu. Việc này nghiêm trọng. Thiệu hỏi cái gì nghiêm trọng? Liền đọc một danh sách dài những khác biệt giữa Việt Nam và Kissinger. Sau này Nhã kể lại. Càng đọc thêm, mình càng thấy ổng hết muốn ăn luôn. Nhã dục ông Thiệu đòi thêm thời giờ nghiên cứu bản hiệp định và đề nghị, xin anh bỏ buổi họp 5 giờ đi. Thiệu đáp, nhưng mình đã lỡ hứa rồi. Cùng một lúc, ông Thiệu lại nhận ngay được những báo cáo khẩn từ các bộ tư lệnh quân đoàn, cho biết địch đang tập trung theo đúng những chỉ thị ghi trên những tài liệu tịch thu. Nếu như ông Thiệu cứ tiếp tục tiến hành ký tắt vào bản hiệp định, thì chắc sẽ có ngay một cuộc tấn công của địch trên toàn lãnh thổ trước khi có cuộc ký kết chính thức tại Paris. Sự việc này hình như đã được dàn xếp tháng trước với Kissinger tại Paris rồi. Nhã nói, mình phải triệu tập tất cả các tỉnh trưởng về Sài Gòn sáng ngày mai, và em sẽ lấy đó làm cái cớ để hoãn cuộc họp với Kissinger. Thiệu quyết định không cho Kissinger biết về những tài liệu tịch thu, vì ông muốn để xem Kissinger sẽ nói gì về những điều kiện ông ta đã thỏa thuận với Bắc Việt. Ngoài ra, Thiệu không muốn cho Kissinger có dịp để cãi rằng đó chỉ là chiến dịch phản tuyên truyền của Cộng sản. Thiệu nghĩ rằng đối với Kissinger với những tài liệu tịch thu đó thì chỉ gây thêm căng thẳng mà thôi. 4 giờ chiều, Nhã gọi điện thoại cho đại sứ Bunker nói rằng buổi họp với Thiệu sẽ phải hủy bỏ. Tôi rất tiếc, nhưng một số biến cố bất ngờ vừa xảy đến. Địch đang tập trung quân. Chúng tôi đang gọi tất cả các tỉnh trưởng và tư lệnh quân đoàn về Sài Gòn để họp vào sáng mai. Bunker hỏi điềm nhiên, thế bao giờ sẽ họp vào ngày mai? Nhã đáp, tôi sẽ tìm cách thông báo cho ngài sau. Bunker yêu cầu được nói chuyện với Thiệu, nhưng Nhã nói, xin ngài tha lỗi. Vì tình hình khẩn cấp, Tổng thống đã ra chỉ thị cắt hết mọi liên lạc. Ông không muốn nói chuyện điện thoại với bất cứ ai. Tôi sẽ gọi lại ngài chừng nào tôi được biết thời giờ Tổng thống có thể gặp lại ngài được. Sau đó mấy tiếng đồng hồ, lúc Nhã đang ở tư thất Phó Tổng thống Trần Văn Hương, ông nhận được điện thoại của Bunker. Bunker hỏi, chúng tôi có thể tới gặp Tổng thống lúc này được không? Chúng tôi sắp rời tòa đại sứ ngay bây giờ đây. Nhã nói, trong dinh chưa chuẩn bị. Chúng tôi có một số việc khác khẩn cấp. Ngài chưa thể gặp được Tổng thống lúc này. Tôi thực sự không muốn quý vị lên xe rồi tới cổng dinh lại không thể vào được, vì tôi đã được Tổng thống chỉ thị là ông ta không muốn gặp ai chiều nay hết. Đại sứ Bunker lúc này mới nổi giận, vì đã bị Kissinger áp đảo tinh thần, lắp bắp. Anh đâu có thể làm như vậy được. Kissinger bèn giật lấy ống nói. Đây là tiến sĩ Kissinger. Nhã đáp, thưa ông mạnh giỏi. Kissinger gằn hỏi, tại sao chúng tôi lại không được gặp Tổng thống? Nhã đáp, như tôi vừa mới giải thích cho đại sứ Bunker, tôi rất tiếc là Tổng thống không thể gặp quý vị lúc này, ông ta sẽ gặp quý vị ngày mai. Kissinger nói, tôi là đặc sứ của Tổng thống Hoa Kỳ,
Anh thừa biết là tôi không thể được đối xử như một nhân viên chạy vặt. Nhã trả lời, chúng tôi không bao giờ coi ông là một nhân viên chạy vặt. Nhưng nếu ông nghĩ như vậy, thì tôi đâu có thể làm gì được. Tôi đòi được gặp Tổng thống. Xin ông cho phép tôi được nhắc lại lần nữa điều mà tôi vừa thưa với ông. Tôi xin lỗi. Kissinger trao ống nghe cho Bunker. Ông này dằn mặt, khôn hồn thì anh nên gọi lại cho tôi. Sau này, người ta mới hiểu tại sao Kissinger phải vội vã vô dinh. Vì ông muốn Thiệu đồng ý để còn kịp đi Hà Nội, ký tắt và bản thảo hiệp định với Phạm Văn Đồng như ngày giờ đã định, tức 24 tháng 10, 1972. Lúc đó, Kissinger lại có thêm một vấn đề khó khăn nữa muốn thanh minh cho ông Thiệu. Phóng viên Ono de Bosgraaf vừa thực hiện được một cuộc phỏng vấn với Phạm Văn Đồng dành riêng cho tạp chí Newsweek và vừa rồi Hà Nội bay qua Vạn Tượng. Cuộc phỏng vấn khẳng định ý đồ của Bắc Việt là coi Hội đồng Hòa hợp và Hòa giải dân tộc là một chính phủ liên hiệp. Muốn gửi bài về New York cho kịp hạn chót, de Bosgraaf đã yêu cầu đại sứ Hoa Kỳ ở Vạn Tượng, G. McMurty Godley, cho phép ông sử dụng đường dây liên lạc với sứ quán. Để có đi có lại, ông chuyển cho đại sứ Godley một bản văn ghi đầy đủ tại chỗ cuộc phỏng vấn, cũng như các phần nói chuyện ứng khẩu của Đồng. Chỉ nội 2 giờ sau, Kissinger đã được đọc bài phỏng vấn đó tại Sài Gòn. Ông hết sức bực mình vì âm mưu đã bại lộ. Trong bài phỏng vấn, Đồng được hỏi về vai trò của Thiệu trong một chính phủ liên hiệp ba bên. Đồng đáp, Thiệu đã bị những biến cố mới đây bỏ xa rồi, và những biến cố thì có hướng đi riêng của chúng. Sau khi ngưng bắn, sẽ có hai quân đội và hai cơ cấu hành chánh, và trong tình trạng mới ấy, họ sẽ phải tự dàn xếp lấy một chính phủ liên hiệp chuyển tiếp ba bên và ổn định tình hình sau khi Mỹ rút quân. Về sau, Kissinger lại tiết lộ cho báo chí rằng ông rất bực tức chỉ vì ông tin rằng chính phủ liên hiệp đâu có phải là giải pháp mà ông đã thương lượng ở Paris. Thực sự là tuy ông không thương lượng, nhưng ông đã để mặc cho Hà Nội tự giải thích hội đồng đó là một chính phủ liên hiệp. Sau khi đánh điện gửi bài về Mỹ, de Bosgraaf bay qua Sài Gòn và điện thoại cho tướng Trần Văn Đôn để nhờ dàn xếp một cuộc phỏng vấn ông Thiệu. Sẽ quả là một điều ngạc nhiên đối với chúng tôi nếu ông Thiệu đã đồng ý ký bản hiệp định mà Phạm Văn Đồng vừa tiết lộ cho tôi biết nội dung khi tôi phỏng vấn ông ta ngày 18 tháng 10. Đồn liền gọi Nhã và nhờ thu xếp hộ cho de Bosgraaf phỏng vấn. Đồn cũng nói sơ qua về cuộc phỏng vấn Phạm Văn Đồng của Newsweek, nhưng ông không có bản văn trong tay. Xế trưa thứ sáu, Kissinger lại điện thoại vào dinh đòi gặp Thiệu, vì ông muốn cho Thiệu coi bài phỏng vấn Đồng và đồng thời giải thích với Thiệu rằng ở Paris, ông đã không hề thương lượng về một chính phủ liên hiệp. Qua máy nói, Kissinger chỉ bảo Nhã là vừa có một biến chuyển mới và tôi cần phải thưa chuyện với Tổng thống. Nhưng Nhã không đổi ý và yêu cầu Kissinger nán chờ thêm. 10 giờ sáng hôm sau, thứ Bảy 21 tháng 10, Kissinger và Bunker được mời đến gặp Thiệu. Trong 2 tiếng đồng hồ họp, Kissinger không nói gì đến bài phỏng vấn của de Bosgraaf. Thiệu lại không biết là Kissinger đã có bài phỏng vấn, nên chỉ duyệt lại kết quả buổi họp sáng thứ Sáu với Ngoại trưởng Lắm và Hội đồng An ninh Quốc gia. Trong số 23 thay đổi mà Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu, Kissinger quả quyết rằng có lẽ chỉ có thể giải quyết được 16 thôi, số còn lại phải để nguyên vì chúng đưa ra những đòi hỏi quá đáng, không thể thỏa mãn được. Các điểm chính là sự hiện diện của quân đội Bắc Việt tại miền Nam và cương vị của Hội đồng Hòa hợp và Hòa giải dân tộc trong tư cách một cơ quan chính quyền. Tới đây, nhân viên văn phòng Tổng thống bước vào đưa một mật điện từ Tòa đại sứ Hoa Kỳ chuyển sang. Đó là một thông điệp của Nixon gửi cho Thiệu qua Kissinger. Kissinger đọc cho Thiệu nghe thông điệp vừa nhận được. Bức điện tín của Nixon dục Thiệu ký hiệp định và dọa rằng nếu không sẽ cắt viện trợ. Nếu như ngài thấy hiệp định này không thể chấp nhận được vào lúc này, và nếu như phe bên kia quả thực đã cố gắng hết sức để thỏa mãn những đòi hỏi của chúng ta, thì theo ý kiến tôi, quyết định của ngài sẽ mang đến những tác dụng nghiêm trọng nhất đối với khả năng của tôi tiếp tục yểm trợ ngài và chính phủ miền Nam Việt Nam. Thật là khéo dàn cảnh, Kissinger trao bức điện văn cho Thiệu, nhưng Thiệu chỉ mỉm cười mà không đọc. Nhã cầm lên một bản, đọc qua rồi trả lại cho Bunker và nói cảm ơn.
Buổi họp không một tiến triển, nhưng Kissinger đứng dậy ra về, vẫn hí hửng là Thiệu chắc chắn sẽ chấp nhận bản hiệp định. Một phiên họp khác được định vào sáng Chủ nhật, lúc 8 giờ. 6 giờ sáng Chủ nhật, từ tòa đại sứ Hoa Thịnh Đốn điện về, có đầy đủ bản văn phỏng vấn đồng của The Postscript. Đọc xong bài phỏng vấn, Thiệu giận tím ruột. Ông đã bảo Kissinger nhiều lần là Hà Nội coi hội đồng ấy như một chính phủ liên hiệp thực sự. Và giờ đây, ông đã có bằng chứng Bắc Việt đòi cho Mặt trận Giải phóng cái quyền có một cơ cấu hành chánh riêng tại miền Nam, để rồi đi đến một chính phủ liên hiệp. Với sự hậu thuẫn của tất cả lực lượng quân đội Bắc Việt để lại, cuộc ngưng bắn Gia Beo sẽ là căn bản cho một chính quyền đối nghịch. Hội đồng sẽ chính là cơ cấu để thực hiện chiến lược đó, và đây là bằng chứng công khai. Nhưng Thiệu quyết định không đưa bằng chứng ấy cho Kissinger coi, mà muốn xem chính ông này sẽ có nêu lên không. Chúng tôi chơi trò mèo rình chuột với Kissinger và đợi xem ông ta sẽ nói gì. Ông không hề đả động gì hết về bài phỏng vấn đồng. Sau 45 phút họp vô kết quả, Thiệu nói với Kissinger là ông không thể ký các hiệp ước theo những điều kiện hiện hữu. Thế nhưng Kissinger lại có cảm tưởng rằng Thiệu đang tìm cách dàn xếp theo ý mình muốn, và lúc ra về cảm thấy phấn khởi. Ông đánh điện ngay cho Nixon, rất lạc quan: "Tôi nghĩ là chúng tôi đã tìm được lối thoát." Khi Kissinger bay qua Nam Vang, Bunker lại tiếp tục hội họp với phía Việt Nam Cộng Hòa và thông báo Tòa Bạch Cung rằng cả ông lẫn Kissinger đều thấy lạc quan sau khi họp với Thiệu. Bunker còn quả quyết rằng Bắc Việt đã thất bại trong nỗ lực giành đất trước khi ngưng chiến. Trong cùng ngày, khi họp với Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Thiệu cũng trấn an họ là sẽ không chấp nhận công thức liên hiệp, và ông tin chắc rằng Kissinger đã bị Hà Nội lừa. Tại thủ đô Hoa Kỳ, Hưng cũng đã đọc bài phỏng vấn đồng đăng tải trong tờ Newsweek. Đọc xong, Hưng thấy rằng những lo sợ trước kia của mình đã đúng. Mỹ sẽ dàn xếp với Hà Nội một công thức chính phủ liên hiệp. Mùa hè vừa qua, lúc tình hình quân sự tại miền Nam đã sáng sủa và Hà Nội dường như có nhiều thiện chí thương thuyết hơn, Hưng đã cố gắng một lần nữa vận động cho một cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa hai miền Nam Bắc. Lúc ấy, Hưng chưa thấy được hướng đi rõ rệt của những cuộc thương thảo giữa Kissinger và Thọ, cho nên trong tuyệt vọng, anh đã tin rằng tái lập giao thương có thể là một lối thoát cho Việt Nam Cộng Hòa đi thẳng với Bắc Việt bên ngoài khuôn khổ hòa đàm Mỹ và Bắc Việt. Ít ra thì cái sáng kiến ấy cũng sẽ có tính cách tuyên truyền rất lợi cho chính phủ Sài Gòn, vì tỏ ra là mình không ngoan cố. Để mở đường, ngày 24 tháng 9 1972, Hưng đã viết cho tờ Washington Post một bài bình luận dài hơn một trang, nhan đề Nam Bắc bắt tay để buôn bán. Trong bài đó, anh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự giao thương và coi nó như một yếu tố của hòa đàm. Việc tái lập cộng tác kinh tế giữa hai miền Nam Bắc phải được cứu xét nghiêm chỉnh trong một cuộc thương thảo hiện nay. Sau đó, anh còn gửi cho ông Thiệu một lá thư, dục phải có sẵn một giải pháp hòa bình, trong đó có vấn đề thông thương trước khi Kissinger tới Sài Gòn. Anh cho rằng, nếu Sài Gòn được Hoa Kỳ thỏa thuận cho thương thuyết thẳng với Hà Nội, thì sẽ đỡ thiệt hại cho miền Nam hơn, vì vẫn còn nhiều phương thức thảo luận khác. Trong lúc Kissinger đang ở Nam Vang họp với Tổng thống Campuchia Lon Nol, thì các viên chức Hoa Kỳ đi các nước Đông Nam Á thông báo cho Thái Lan, Đại Hàn và Lào là Việt Nam Cộng Hòa đã đồng ý ký kết hiệp định. Tại Sài Gòn, theo chỉ thị của Kissinger, các viên chức và đại sứ Mỹ cũng đi phao tin Thiệu sẽ ký. Trong buổi họp gặp gỡ với Lon Nol tại Nam Vang, Kissinger còn nói năng như thể Thiệu đã hoàn toàn tán thành bản hiệp ước. Lon Nol bèn mở champagne để chúc mừng. Thế là hòa bình sắp tới. Chúng ta sẽ uống mừng cho hòa bình và ca ngợi tiến sĩ Kissinger đã thành công trong sứ mạng của ông. Sau khi gặp Lon Nol, Kissinger bay ngay về Sài Gòn để kịp giờ họp với Thiệu một lần nữa vào chiều Chủ nhật 22 tháng 10. Trước đó, Thiệu đã quyết định sẽ không thay đổi lập trường. Trở về Sài Gòn, Kissinger cảm thấy rộn rực về viễn ảnh thành công vì đã được Lon Nol tán thành các kế hoạch của mình. Ông cùng Bunker đi thẳng vào Dinh Độc Lập gặp Thiệu. Nhưng tới nơi, Thiệu đã đón ngay bằng một câu trách móc bằng tiếng Việt.
Tôi không đồng ý về việc một số nhân viên của quý vị đi nói khắp Sài Gòn là tôi đã ký. Tôi chưa ký kết gì cả. Tôi không phản đối hòa bình, nhưng tôi chưa nhận được một trả lời thỏa đáng nào về quý vị, cho nên tôi sẽ không ký. Rồi Thiệu nhắc lại ba phản đối chính. Sự hiện diện tiếp tục của quân Bắc Việt tại miền Nam, tính cách liên hiệp của Hội đồng Hòa hợp và Hòa giải, và việc Bắc Việt không tôn trọng vùng phi quân sự như một biên giới giữa hai miền. Bắc Việt khăng khăng cho là không có phân cách nào giữa Nam và Bắc. Việt Nam là một lãnh thổ. Cứ theo lời lập luận ấy, thì quân Bắc Việt đâu có xâm chiếm miền Nam, và vì vậy đâu có bắt buộc phải trở về Bắc hay rút khỏi miền Nam. Cho nên đối với Thiệu, thừa nhận vùng phi quân sự, coi nó như ranh giới Nam Bắc là điều tối quan trọng cho lập luận của mình đòi quân Bắc Việt phải triệt thoái khỏi miền Nam và trở về quê quán của họ. Kissinger nổi giận đùng đùng, bảo Thiệu là ông đã thành công ở Bắc Kinh, ở Mạc Tư Khoa, ở Paris, mà bây giờ Thiệu lại trở thành chướng ngại hòa bình. Nếu ngài không ký, chúng tôi sẽ xúc tiến một mình. Kissinger đe dọa như vậy. Không kiềm chế được nữa, Thiệu buộc tội Kissinger là đã thông đồng với Nga Xô và Trung Cộng để bán đứng miền Nam Việt Nam. Sau này Thiệu kể lại, tôi vừa kinh ngạc vừa bực tức. Chính quyền Mỹ đã không phải là một đồng minh có danh dự. Họ đã không cần sự thỏa thuận của Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ đã phản bội mình. Mình bị ép buộc phải nhận lấy một thất bại mà không làm gì khác được. Anh có thể tưởng tượng được không? Kissinger bảo tôi là Nga đã nói với ổng rằng Bắc Việt sẽ không chấp nhận triệt thoái và Hoa Kỳ đã đồng ý. Nói như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Thiệu nhất định không muốn dính líu gì tới vụ đổi chác này của Kissinger, vì ông không thấy có gì lợi cho miền Nam hết, ngoài thảm họa ở phía chân trời. Tất cả nỗi căm giận nén lại trong lòng Thiệu lúc đó mới bùng ra, và ông nói với Kissinger. Kể từ khi Hoa Kỳ yêu cầu tôi từ chức, và còn mặc cả với tôi về ngày giờ từ chức, nếu tôi không phải là một quân nhân, thì tôi đã từ chức rồi, bởi vì tôi thấy những người tôi coi là bạn đã thiếu tình nghĩa với tôi. Nhưng tủi nhục cá nhân dù lớn đến mấy nữa, tôi cũng sẽ tiếp tục chiến đấu. Điều thỏa mãn nhất cho tôi là lúc mà tôi có thể ký vào hiệp ước hòa bình. Tôi chưa hề nói với ai là người Mỹ đã yêu cầu tôi từ chức. Vì như vậy, họ sẽ chia sẻ mối tủi nhục đó với tôi. Nhưng tôi đã làm như là tự mình lấy quyết định đó. Nhất định không chịu thua, Kissinger đáp. Tôi cảm phục sự can đảm, lòng hy sinh và tính anh hùng được biểu lộ trong bài diễn văn của ngài. Tuy nhiên, là một người Mỹ, tôi không khỏi bực bội về câu phát biểu của ngài, cho là chúng tôi đã thông đồng với Xô Viết và Trung Quốc. Làm sao ngài có thể quan niệm được như vậy, mà khi Tổng thống Nixon ngày 8 tháng 5 đã liều cả tương lai và chính trị của mình để giúp ngài. Khi chúng tôi thảo luận với Xô Viết và với Trung Quốc, đó là để làm áp lực với họ, để họ làm áp lực với Hà Nội. Chúng tôi thực tâm tin rằng bản hiệp định đề nghị này bảo tồn được nền tự do của Nam Việt Nam. Nguyên tắc của chúng tôi đã giống như nguyên tắc của ngài, và chúng ta đã bảo vệ chúng. Ngài chỉ có một vấn đề, Tổng thống Nixon có nhiều vấn đề khác. Không một người Mỹ nào sẽ hiểu được việc ngài tin là chúng tôi đã phá hoại ngài, chứ đừng nói gì đến Tổng thống Nixon. Còn về chi tiết, chúng tôi đã không công nhận quyền Bắc Việt được ở lại miền Nam. Chúng tôi đã sử dụng ngôn ngữ của Hiệp định Geneva, vì chúng tôi nghĩ đó là phương cách tốt nhất để đi đến một giải pháp thực tiễn. Giá như chúng tôi muốn bán đứng quý vị, thì chắc đã có nhiều cách dễ dàng hơn để hoàn thành việc đó rồi. Ông Thiệu không hề động tâm khi thấy Kissinger phật ý, còn Kissinger thì thay đổi chiến thuật, lúc thì làm vẻ tức giận, lúc thì ngọt ngào, nhưng chẳng đi đến đâu. Nhã thông ngôn rút ngắn những câu trả lời của Kissinger khiến ông ta còn giận hơn nữa. Tại sao Tổng thống của anh lại đóng vai trò kẻ tử vì đạo như thế? Ông ta đâu có cái chất liệu làm nên một người tử vì đạo. Thiệu cười gằn và vẫn đáp bằng tiếng Việt. Tôi đâu có định làm kẻ tử vì đạo. Tôi là người theo chủ nghĩa quốc gia và tôi đang cố làm một người thực tiễn, muốn có những câu trả lời cho những điểm hợp lý. Càng nghe Kissinger giải thích thêm, Thiệu càng nổi giận, nhưng ông nén lại, xoay lưng đi và ngó lên bức bản đồ Việt Nam lớn, treo trên tường, phòng ước đoán tình hình, nơi đang họp. Sau này Thiệu kể lại, bổn phận của Mỹ là chiến đấu với đồng minh của mình, chứ đâu phải là một avocat du diable, thầy biện hộ cho ma quỷ. Kissinger đến với mình không như người bạn cùng chiến đấu, mà để biện hộ cho chính nghĩa của Bắc Việt.
Ông ta cho tôi cái cảm tưởng là ông đại diện cho Hà Nội, chứ không phải cho Hoa Kỳ. Ông đâu có về phe mình, mà về phe Lê Đức Thọ để biện hộ cho lập trường của tên này. Ông còn bào chữa cho Bắc Việt. Đó mới là cái lạ. Tại sao một người bạn Mỹ cùng chiến đấu lại bào chữa cho kẻ thù? Tôi không hiểu ông ta làm việc cho ai, cho chúng ta hay cho Bắc Việt. Đáng lẽ tiến sĩ Kissinger đã nên tới Sài Gòn cùng làm việc với mình ngay từ hồi đầu, bày ra chiến lược và ủng hộ nhau mới phải. Thiệu cho rằng Việt Nam Cộng Hòa hiểu Bắc Việt hơn Mỹ, rằng Kissinger đã bị Thọ đánh lừa, hoặc đã có trao đổi bí mật gì với Hà Nội. Ông cố gắng giải thích cho Kissinger là ông không làm cản trở hòa bình, nhưng hiệp định là một vấn đề sinh tử cho nước tôi. Thiệu càng tỏ ra cứng rắn, thì Kissinger lại càng nổi giận. Đây là sự thất bại ngoại giao lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Thiệu cũng bực tức hỏi, sao ông vội đi tranh giải hòa bình Nobel đến thế? Kissinger quay lưng đi không đáp. Bunker lúc này cũng đã nổi nóng, bèn tiếp tục cuộc đàm thoại. Vậy thì, thưa Tổng thống, lập trường chót của ngài là không ký, phải không? Thiệu nói, vâng, đó là lập trường cuối cùng của tôi. Tôi sẽ không ký và tôi xin ngài thông báo cho Tổng thống Nixon biết như thế. Xin quý vị trở về Hoa Thịnh Đốn và nói với Tổng thống Nixon rằng tôi cần được trả lời. Nhất quyết không chịu để cho bao nhiêu nỗ lực của mình tan vỡ. Kissinger yêu cầu Thiệu cùng họp thêm một lần chót trước khi rời Sài Gòn vào sáng thứ hai, ngày 23 tháng 10. Thiệu hỏi, để làm gì? Kissinger đáp, báo chí vẫn còn nghĩ là chúng ta gần đi tới được một giải pháp. Vậy ta nên có một buổi họp ngắn để chứng tỏ rằng đang có sự tham khảo giữa các đồng minh. Thiệu nói, được rồi, nếu việc đó có thể giúp quý vị được chút nào, thì sáng mai ta có thể có một buổi họp ngắn 5 phút. 8 giờ sáng hôm sau, khi hai bên gặp nhau lại, sự việc đã rõ là Thiệu sẽ không thay đổi ý kiến. Ông trao cho Kissinger một lá thư riêng gửi Nixon, trong đó ông tóm lược những điểm phản đối của Việt Nam Cộng Hòa, nhắc lại rằng ông muốn ký kết một hiệp định hòa bình, nhưng chỉ với những điều kiện thỏa đáng và khi nào đến đúng lúc. Trước khi từ giã, Kissinger yêu cầu Thiệu, tôi yêu cầu có một sự đồng ý giữa chúng ta là không tiết lộ cho báo chí biết bất cứ điều gì đang diễn tiến. Hãy làm như chúng ta đã có được một buổi họp xây dựng. Kissinger bắt tay Thiệu và vội vã ra về. Tới phi trường Tân Sơn Nhất, Kissinger đã thấy một đám ký giả và nhiếp ảnh viên chực sẵn. Ông ngừng lại vài phút. Có một phóng viên hỏi, chuyến đi này có được việc không? Được việc. Có xây dựng không? Xây dựng. Như bất cứ lần nào tôi đến đây. Ông có trở lại đây nữa không? Ông không đáp, mà chỉ nhoẻn miệng cười ngoại giao nổi tiếng của mình. Thiệu chỉ thị cho Nhã soạn một bản nhận định mô tả 4 ngày thảo luận xây dựng để đi đến một cuộc hòa giải. Rồi ông triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia bằng những từ ngữ lạnh lùng, không xúc cảm. Ông tóm lược những điểm bất đồng ý kiến trong mấy buổi họp cuối cùng với Kissinger và Bunker. Ông nói, ta sẽ không ký kết trừ khi nào đã có được những sửa đổi. Sau buổi họp này, Thiệu gặp Nhã riêng trong dinh. Nhã hỏi, bây giờ mình sẽ làm gì? Đây là lúc phải có hành động cứng rắn. Chắc là khi về tới Hoa Thịnh Đốn, Kissinger sẽ gọi báo chí đến và bảo họ rằng mình làm trở ngại hòa bình. Ông ta sẽ nói là mình chơi xấu, không có thiện chí, vậy mình phải hành động trước. Thiệu hỏi, hành động trước cách nào? Nếu nói ra những gì mình đã thảo luận, thì mình sẽ là người bội ước với Kissinger. Nhã đề nghị ông Thiệu lên đài truyền hình thảo luận về kế hoạch hòa bình mới nhất của Hà Nội, theo như cuộc phỏng vấn Phạm Văn Đồng đã được đăng tải trên báo chí, và chỉ nên giới hạn vào kế hoạch đó, thay vì nói đến những điểm ghi trong bản dự thảo hiệp định. Vì những điểm này trong thực chất tương tự như bản văn Kissinger mang qua Sài Gòn, ta có thể chỉ tấn công mưu đồ của Cộng sản và ngụ ý rằng đó là những gì mình đã thảo luận với Kissinger. Đó là lối lẩn tránh vấn đề rất khéo. Mình sẽ dùng chính kỹ thuật của Kissinger lấy gậy ông, đập lưng ông. Kissinger lúc đó đang nổi tiếng về những màn hấp dẫn giống như truyện điệp viên. Ông giả bộ đi Pakistan rồi lén sang Bắc Kinh gặp Chu Ân Lai, mở đường cho Nixon, đi Frankfurt, Đông Đức, rồi vòng bay sang Paris tới nhà tướng Walters ở Paris với bí danh là tướng Harold A. Kussman. Buổi chiều đi ăn cơm với Đào Sine, ban đêm đi họp với Lê Đức Thọ. Người ta đã gọi ông là James Bond của Nixon. Lần này ông muốn từ Sài Gòn bay thẳng ra Hà Nội, bí mật ký tắt vào bản hiệp định với Phạm Văn Đồng, rồi sau đó
Ngay khi ông còn ở Hà Nội, Nixon sẽ từ Hoa Thịnh Đốn tuyên bố hòa bình trong danh dự trước ngày tuyển cử. Được như vậy thì sẽ vinh hạnh cho ông biết bao nhiêu, cả thế giới sẽ vô cùng bỡ ngỡ. Nhưng ông đã vỡ mộng và giận dữ. Ông thề, tôi sẽ không trở lại miền Nam Việt Nam nữa. Hết chương 5. Hồ sơ mật Dinh Độc Lập. Chương 7. Hòa bình giả mạo. Trước khi rời Sài Gòn, Kissinger đã gửi một điện văn đề ngày 22 tháng 10 cho Nixon, nói là vẫn hy vọng có thể giữ nguyên chương trình đã định, tức chuyến đi Hà Nội. Nhận được điện văn, Nixon tưởng lầm là Thiệu đã đồng ý. Nhưng rồi cùng ngày đó, ông lại nhận được một điện văn thứ hai, trong đó Kissinger chửi Thiệu thậm tệ. Những yêu sách của tay này gần như là điên khùng. Nghe vậy, Nixon quyết định triệu hồi Kissinger về Hoa Thịnh Đốn. Tức giận, ông cảnh cáo Thiệu. Nếu chiến tranh còn tiếp tục ở mức độ hiện nay trong 6 tháng nữa, thì Quốc hội sẽ cắt ngân khoản viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Trước đó hai hôm, ngày 21 tháng 10, ông đã gửi điện văn yêu cầu Nixon cho phép ông cứ đi Hà Nội, dù Sài Gòn phản kháng hiệp định. Nhưng Nixon đã cản ông lại. Chỉ còn 2 tuần lễ nữa là bầu cử. Nixon lưu ý Kissinger là hòa giải hấp tấp quá mà không có sự ủng hộ của Thiệu sẽ là một trở ngại chính trị. Nixon muốn giải quyết vấn đề Việt Nam sau khi bầu cử. Tại Sài Gòn, Thiệu thắc mắc không hiểu tại sao với một bản hiệp định hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa như vậy mà Nixon lại có thể viết cho ông rằng hiệp định đó đã thỏa mãn điều kiện tuyệt đối của tôi là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải được tồn tại như một quốc gia tự do. Bản tính vốn đa nghi, ông liền đoán rằng Kissinger đã không cho cả Nixon biết hết sự thật. Theo những tài liệu bắt được của Cộng sản mà Thiệu đã được đọc, nhưng không hề thảo luận với Kissinger, thì Bắc Việt đã tuyên bố thắng lợi hoàn toàn đối với Mỹ và miền Nam. Sự giải đoán của Bắc Việt hoàn toàn trái ngược với những gì Nixon đã viết và Kissinger đã giải thích. Thiệu nhất định là Bắc Việt đã có kế hoạch vi phạm hiệp định ngay cả trước khi nó có hiệu lực. Ông biết là Cộng sản sẽ dùng hiệp định làm hậu thuẫn cho một chính phủ liên hiệp sẽ được thành lập với chính phủ Sài Gòn sau này. Vì Thiệu đã có kinh nghiệm với bầu cử Mỹ năm 1968, nên ông tin rằng càng kiên trì bao nhiêu sẽ càng có lợi bấy nhiêu. Nixon có vẻ chắc chắn thắng McGovern. Khi đã thắng lợi lớn rồi, Nixon sẽ thực hiện những lời đã hứa trong thư dễ dàng hơn và sẽ ít bị áp lực hòa giải theo điều kiện của Hà Nội hơn. Ông cho rằng cố không để cho con nước triều của mấy tuần lễ cuối cùng vận động tranh cử Hoa Kỳ lôi cuốn đi còn là một đường lối chính trị khôn ngoan nữa. Chống lại một cuộc hòa giải do Mỹ sắp đặt, Thiệu được nhiều giới ở Sài Gòn ủng hộ. Nhưng các cố vấn của ông biết rằng không thể nào kiên trì dai dẳng đến vô tận. Nếu không chịu cộng tác, Mỹ sẽ cắt viện trợ, dùng vũ lực đẩy Thiệu đi hoặc tiến hành cuộc hòa giải một mình. Cách Hoa Kỳ điều khiển các cuộc thương lượng hòa bình đã phá hủy uy tín của Việt Nam Cộng Hòa. Kissinger đã vi phạm quy luật chủ yếu của chính ông ta đã đặt ra về cách điều đình với người Việt Nam. Trong bài viết cho tạp chí Foreign Affairs, tháng Giêng 1969, viết trước khi được chỉ định vào chức phụ tá an ninh quốc gia, nhưng xuất bản sau khi nhậm chức, Kissinger đã nhận xét như sau. Để sống còn, phe người Việt đã học cách tính toán, hầu như do bản năng của họ, thế quân bình lực lượng thực có. Nếu các cuộc điều đình cho họ cảm tưởng chỉ là một sự đầu hàng trá hình, thì sẽ chẳng còn gì để mà thương lượng. Cho nên tất cả mọi phe đều cho rằng cách thực hiện các cuộc thương lượng cũng quan trọng, gần như đều được thương lượng. Cách bố trí, dàn cảnh lúc bước vào cuộc điều đình, xem cái gì được hòa giải trước và theo cách lối nào, không thể tách rời khỏi thực chất của những vấn đề sẽ được điều đình. Vậy mà phong cách thương lượng của Kissinger đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa trở thành bù nhìn của Mỹ trước mắt thế giới. Vụ đơn phương ngưng oanh tạc, những đề nghị và nhượng bộ của Mỹ trong diễn trình thương thảo, tức là đàm phán bí mật, là những lý do khiến nhân dân miền Nam Việt Nam quan tâm và lo ngại. Rất hiếm có khi nào Việt Nam Cộng Hòa được yêu cầu tham dự vào giai đoạn thảo kế hoạch phát triển những lập trường của Hoa Kỳ.
Đôi khi Thiệu được cho coi một đề nghị mật của Bắc Việt và một phản đề nghị của Mỹ. Ông có được mời bình luận và có nêu lên những phản đối, nhưng phần lớn đã bị làm ngơ. Quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa về việc phải tùy thuộc vào sự thương lượng của Mỹ được tóm lược trong một bức giác thư tối mật, tế nhị, gửi cho Kissinger đề ngày 26 tháng 9, 1972 và trao cho đại sứ Bunker cùng ngày. Bức giác thư có đoạn như sau. Về những điều cơ bản cho một cuộc hòa đàm, nhất là về những khía cạnh chính trị của nó, quan điểm đã được cân nhắc của chính phủ Việt Nam là một hòa giải trong danh dự chỉ có thể đạt được nếu như song song với việc Việt Nam hóa chiến tranh, sẽ có cả việc Việt Nam hóa hòa bình. Nói khác đi, phải làm cho phe bên kia chấp nhận rằng vai chủ động trong cuộc hòa giải là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Và họ phải thương lượng trực tiếp với chúng tôi để đi tới một giải pháp hòa bình. Chúng tôi tin rằng khi điều khiển những cuộc đàm phán sơ khởi năm 1968 mà không có sự tham dự của Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ Hoa Kỳ được coi như đồng ý với sự mô tả vai trò mà tuyên truyền Cộng sản đã đưa ra nhiều năm nay, nghĩa là Hoa Kỳ là một kẻ xâm lược ở cả Nam lẫn Bắc, và chính phủ miền Nam chỉ là một bù nhìn của Hoa Kỳ dựng lên, cốt để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới mà thôi. Những cuộc đàm phán sơ khởi ở Paris bắt đầu hồi tháng 3, 1968 mà chúng tôi không được dự, đã đặt Hoa Kỳ vào một vị trí khó xử, đã cho phép Hà Nội liên tiếp nắm lấy thế công khi mô tả Hoa Kỳ là kẻ xâm lược. Đáng lẽ phải chịu trách nhiệm về sự xâm lược miền Nam, Hà Nội lại có thể đảo ngược vai trò và tự cho mình là nạn nhân anh hùng của xâm lược Hoa Kỳ. Kết quả là Hà Nội đã khăng khăng từ khước nguyên tắc hậu tương qua lại trong việc xuống thang chiến tranh với luận điệu rằng kẻ xâm lược Hoa Kỳ không có quyền đòi hỏi sự đổi giác qua lại, một cách nói tương đương với các câu nhận định của ta là xâm lược không được đền đáp. Ở Sài Gòn, dân chúng cũng buồn hận khi thấy trong lúc Hoa Kỳ phát ngôn thay cho Việt Nam Cộng Hòa thì Liên Xô đã không hề điều đình dùm cho Bắc Việt. Trái lại, người Nga đã đề cao khách hàng của mình, bên vực quyền lợi cũng như nhấn mạnh sự độc lập của Bắc Việt. Cựu Ngoại trưởng Vương Văn Bắc có lần than phiền. Trong mọi hội nghị quốc tế, phe Cộng luôn luôn đề cao vai trò của Việt Cộng, trong khi Hoa Kỳ không làm gì nhiều để ủng hộ Sài Gòn, lại còn hạ bệ xuống nữa là khác. Vì lẽ Việt Nam Cộng Hòa không được thương lượng trực tiếp với Bắc Việt về sự sống còn của mình, cho nên các nhà ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa đã khó chiếm được sự kính trọng của các nước. Ở Sài Gòn, người ta đã hài hước gọi những buổi họp công khai giữa Bắc và Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế trên đại lộ Kleberg ở Paris là những màn hát tuồng so với những cuộc thảo luận mật giữa Kissinger và Thọ tại Gipser Yvette. Ông Bắc phàn nàn, nơi mà chúng tôi gặp riêng với đại diện của Bắc Việt tại hòa đàm là trong phòng vệ sinh của trung tâm đường Kleber. Nhưng những tay này bao giờ cũng đi từng nhóm, hai hoặc ba người một, dù là vô phòng vệ sinh. Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, trong cuốn Vietnamization and the Ceasefire, Việt Nam hóa và cuộc đình chiến, nhận định, mỗi một nhượng bộ của Hoa Kỳ tại bàn hội nghị lại gây ra một cơn sốt tại miền Nam. Và trong tình huống đó, thử hỏi ai có thể giải thích được tất cả sự thật cho đám quần chúng đang bối rối đó. Sáng kiến được Hoa Kỳ phô trương một cách hữu hiệu lại làm lu mờ đi chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và làm lợi cho tuyên truyền Cộng sản. Hinh còn công nhận rằng, nếu như đại đa số dân chúng miền Nam không ưa chuộng Cộng sản, thì đồng thời họ cảm thấy đau lòng khi nhận thấy chính nghĩa quốc gia đã không đủ mạnh để đưa tới lòng tín ngưỡng hết sức cần thiết cho sự tiếp tục hy sinh và tranh đấu. Bởi thế, trên mặt trận chính trị và tâm lý, Việt Nam Cộng Hòa đã bị rơi vào một vị thế bấp bênh và bất lợi. Còn đối với Kissinger, thì vấn đề là làm sao giữ cho cả hai phe Bắc và Nam đi đúng hàng, ngồi đúng chỗ. Khi nói chuyện riêng tư, ông ta thường ví hai phe như hai con cọp đứng giữ thăng bằng trên ghế trong chuồng thú của gánh xiệc, mà chính ông thủ vai người dạy thú, quất roi đen đét để bắt con nào bướng bỉnh phải làm trò theo ý muốn. Ông nhận xét, khi một con đứng tại chỗ, thì con kia lại nhảy đi chỗ khác. Giá như chỉ có Hoa Kỳ và Bắc Việt,
thì có lẽ dễ đi tới thỏa thuận hơn. Rồi Kissinger lịch sự giải thích để hợp lý hóa hành động của mình. Lý tưởng ra, có lẽ ta phải cho Thiệu nhiều thời giờ hơn để chuẩn bị cho những gì sắp tới. Nhưng tôi không tin rằng một thời biểu thông thả hơn và tham khảo sớm hơn đã có thể thay đổi hành vi của ông ta. Đó là cái chất liệu của bi kịch, chứ không phải là một sai lầm nhỏ mọn trong sự tính toán của con người. Tới điểm đó, thì cả hai bên đã chọn lấy lối đi riêng và thế nào cũng phải đụng độ nhau. Cái logic trong lập trường của Thiệu đòi hỏi một tư thế bất chấp, không khoan nhượng để chứng tỏ là Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội không thể quyết định số phận của mình được. Cũng giống như một phương sách của Hà Nội đối với ta, cứ thúc đi nhanh tới hòa giải, một phần nhằm mục đích chứng minh rằng Thiệu là bù nhìn của ta. Bất cứ chúng tôi làm gì, Thiệu cũng đã vận động để lấy thêm thời gian và tìm được cách đương đầu với chúng tôi. Mà sự thực ông ta đã làm như thế với Hay và tôi trong mấy chuyến sang gặp trước đây rồi. Thiệu chối bỏ điều đó và quả quyết rằng nòng cốt của vấn đề là Kissinger không bao giờ coi Việt Nam Cộng Hòa là một đồng minh cả. Thiệu đã nghi ngờ Kissinger kể từ lần họp ở Midway. Sau này ông kể lại, tại Midway, khi thấy lối xếp các ghế ngồi và khi được gọi sang họp báo mà không được biết trước, tôi đã nghĩ thầm. Tổng thống một đại cường quốc đâu có làm mấy cái lặt vặt này. Tổng thống ai mà làm những cái đó? Mình phải đối xử cảm tình với một người tổng thống khác chứ. Tôi nghĩ đó là do Kissinger, chứ không phải do Nixon hay do viên đại tá hải quân kia. Kể từ khi thấy những thủ đoạn, những trò chơi xỏ lá đó, tôi cho ông ta, Kissinger, không phải là một người trung thực. Thiệu không thể chấp nhận được sự kiện là Kissinger đã tự ý đổi chác với Bắc Việt, rồi chỉ xin sự đồng ý của Nixon mà thôi. Từ khi gặp nhau ở Midway, ông vẫn hiểu Nixon muốn nói là sẽ có những cuộc tham khảo nghiêm chỉnh trước khi điều đình với Bắc Việt. Giá như ông ta, tức là Kissinger, đã gặp tôi trước khi thương lượng, và giá như Mỹ và Việt Nam đã cùng hành động như đứng về một phe để đổi chác với Hà Nội, thì tôi đã tin cậy ổng rồi. Tôi nghi ông ta từ khi ổng nói là đã được Nixon thỏa thuận. Trên nguyên tắc, tôi phải tin chớ, nhưng tôi đòi phải có chữ ký của Nixon trên một lá thư nào đó, khẳng định những điểm quan trọng nhất. Cứ 2-3 ngày lại có một lá thư. Tôi là người cẩn thận, tôi nghi là Kissinger làm trước, rồi mới phúc trình Nixon sau. Tôi có cảm tưởng là ông ta nhân danh Nixon để đáp thư, vì lẽ ông muốn được làm kiến trúc sư, người tạo dựng nên cơ đồ. Tôi đã muốn biết ý kiến thực sự của Tổng thống Hoa Kỳ đối với những quyết định trầm trọng ra sao. Đôi khi mình cứ tự hỏi, không hiểu Kissinger làm việc cho ai. Thiệu bắt đầu đi các nơi đọc diễn văn và gặp các giới lãnh đạo chính trị để phê bình bản dự thảo hiệp định cũng như tiết lộ từng phần hiệp định cho họ biết. Báo chí Sài Gòn đăng tải phản ứng của ông đối với bản dự thảo, lên án Bắc Việt đòi ngưng bắn để củng cố lực lượng của họ và thành lập một chính phủ liên hiệp, sau khi trở thành một thành phần của một chính phủ ba phe. Trong vòng 6 tháng, họ sẽ tiếp diễn chiến tranh cực kỳ dữ dội hơn để đi tới toàn thắng. Bất chấp băng cờ ngăn cản, Thiệu lên đài truyền thanh và truyền hình ngày 24 tháng 10 để trấn an dư luận. Lúc đó đang xôn xao vì những tin đồn đại lan rộng và mong được dân chúng ủng hộ. Trong bài nói chuyện dài 2 tiếng, ông bác bỏ mọi hình thức liên hệ và sự có mặt của 300.000 quân Bắc Việt tại miền Nam. Ông đề nghị Sài Gòn và Hà Nội thương thuyết trực tiếp với nhau để giải quyết vấn đề quân sự, rồi Sài Gòn và chính phủ cách mạng lâm thời thương thuyết một giải pháp chính trị. Để phòng khi có ngưng bắn, Thiệu thúc giục dân chúng nên chuẩn bị để chúng ta không rơi vào một vị trí bất lợi. Cho nên chúng ta đã hoạch định những biện pháp lôi kéo nhân dân trở về và bảo vệ xứ sở ta, quét sạch lực lượng địch và bảo đảm an toàn trên những trục giao thông, cũng như an ninh trong xã ấp. Tôi cũng đã ra lệnh cho bóp chết ngay từ trong trứng nước mọi âm mưu của Cộng sản nhằm gieo rắc rối loạn và xúi dục nổi loạn, và hạ tầng cơ sở Cộng sản phải được càn quét nhanh chóng và không thương tiếc. Trong nỗ lực ve vãn các giới chức tại Sài Gòn, Kissinger bây giờ thay đổi chiến thuật. Ông tìm cách trấn an những người chung quanh Thiệu là sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn mạnh,
và chỉ thị cho tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn dùng lá bài viện trợ để mua chuộc. Tướng Trần Văn Đôn, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Quốc hội, kể lại rằng Charles Whitehouse, phó đại sứ, đến gặp ông và bảo: "Hiệp định này cũng có khía cạnh tốt của nó, nên ký đi. Chỉ là một mảnh giấy thôi và sẽ chẳng thay đổi được gì đâu, rồi ngài sẽ thấy." Whitehouse và phụ tá ngoại trưởng William Sullivan cũng đến tiếp xúc với Thủ tướng Trần Thiện Kim và Ngoại trưởng Trần Văn Lắm với các khuyến nghị là tốt hơn hết, đừng nên thách thức người Mỹ và cũng đừng hoàn toàn bác bỏ các đề nghị của họ. Ở cấp thấp hơn, nhân viên tòa đại sứ cũng đi gặp các viên chức Việt Nam Cộng Hòa và chiêu hàng món hiệp định ấy. Họ nhắn nhủ là cuộc ngưng bắn sẽ được tôn trọng và đừng lo ngại về sự có mặt của quân Bắc Việt tại miền Nam, vì nó sẽ tan dần đi, vì có thể chúng sẽ nhớ nhà, bị bệnh sốt rét ngã nước, bị chứng sâu quảng chân hay thổ tả, hoặc sẽ đào ngũ sang phía Việt Nam Cộng Hòa. Người nào cũng được nghe một câu giải thích có tính cách dụ khị. Tướng lãnh thì được họ dụ là bản hiệp định chỉ là một mảnh giấy. Điều thực sự đáng kể là việc Tổng thống Hoa Kỳ sẵn sàng ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa bằng võ lực quân sự. Các nhà ngoại giao như Vương Văn Bắc, lúc đó là đại sứ tại Anh Quốc, thì được Kissinger dụ rằng bản hiệp định cung ứng một căn bản hợp pháp để Hoa Kỳ yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa mà trước đó chưa hề có. Ngoài chức vụ đại sứ, Bắc còn là chuyên viên pháp lý của Việt Nam Cộng Hòa tại hội đàm Paris. Kissinger lập luận, từ trước đến giờ, sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa chỉ căn cứ vào những lời tuyên bố chính trị của các vị tổng thống kể từ Eisenhower trở đi. Như thế thì chúng tôi đâu có được cơ sở pháp luật nào để biện luận với Quốc hội đòi thêm viện trợ cho Việt Nam. Bây giờ, chúng tôi cần có một tài liệu hợp pháp để yêu cầu Quốc hội tiếp tục viện trợ. Bắc sau này nghĩ rằng, lập luận của Kissinger nghe cũng hợp lý và còn cho là Kissinger có thể trở thành một luật sư lỗi lạc. Lúc đó ở Sài Gòn, Kissinger còn cho Nhã xem một quyển sổ địa chỉ màu đen mà ông bỏ túi. Trong đó có rất nhiều địa chỉ của các nữ minh tinh Hollywood. Ông dụ Nhã, khi nào ký xong hiệp định, anh sang Mỹ chơi, tụi mình đi du hí. Đại úy Nguyễn Phú Lâm ở phủ tổng thống kể rằng, Kissinger biết tính hướng Đặng Văn Quang thích quà bánh nên gửi tặng một đồng hồ mạ vàng. Vì trục trặc ở Sài Gòn, Kissinger đã không tới Hà Nội để ký như đã hứa hẹn với Lê Đức Thọ, dù Nixon đã gửi hai điện văn cho Phạm Văn Đồng để cắt nghĩa sự sai hẹn. Hà Nội lo là mình đang bị gài vào một cạm bẫy của Mỹ. Giữa một buổi họp mặt, Kissinger nhận xét là Bắc Việt sợ bị lừa còn hơn sợ bị thua. Vì vậy, họ đã phản ứng. Vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 10, Kissinger đang ngủ, bỗng nhiên được đánh thức dậy vì có tin đài phát thanh Hà Nội đã phổ biến đầy đủ chi tiết bản dự thảo hiệp định bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh. Và còn nói rõ là Kissinger đã hứa đi Hà Nội ký rồi, mà bây giờ lại sai hẹn. Ông bèn xin hội ngay với Nixon tại Tòa Bạch Cung lúc 7 giờ sáng. Hai người đồng ý là Kissinger sẽ triệu tập một cuộc họp báo lúc 10 giờ ngay sáng hôm đó. Cuộc họp báo của Kissinger tại Tòa Bạch Cung ngày 26 tháng 10 đã là một biến cố lạ. Lần đầu tiên ông ta được Nixon cho phép xuất hiện trước máy truyền hình và lời nói được ghi vào biên bản chính thức. Dường như cả hai người đều bị bất chợt và không có thời giờ sửa soạn kịp để đáp ứng Bắc Việt. Thế nhưng đó chỉ là một đòn phép của Tòa Bạch Cung. Thực ra, họ đã chỉ đợi cho Bắc Việt đánh bài tẩu mã và bày sẵn chiến thuật đối phó với một tình huống tương tự. Ngay từ hôm 6 tháng 10, trong thư riêng viết cho Thiệu, Nixon đã cảnh cáo về một biến cố tương tự. Ta không thể đoán chắc là tại một thời điểm nào đó trong diễn trình thương thuyết, vì tuyên truyền hay vì lý do nào khác. Rất có thể kẻ thù sẽ công bố chi tiết những cuộc mật đàm. Chiến thuật của Hoa Kỳ cho đến nay đã được sắp đặt để chú tâm tới việc bất ngờ đó. Phòng thuyết trình đầy ngạt ký giả, ai cũng bối rối và hoài nghi. Kissinger bình tĩnh và có vẻ một giáo sư giảng bài lúc ông nói tiếng Anh bằng cái giọng đức nặng của ông ta. Ông làm ra vẻ rất tự tin bề ngoài, hứa sẽ giải thích cuộc hòa đàm hiện đã tới đâu về mặt thủ tục, thực chất cuộc thương thuyết ra sao,
cũng như từ đây ta sẽ đi về đâu. Bằng cái lối lừa bịp cực giỏi, Kissinger tuyên bố, chúng tôi tin rằng hòa bình hiện nay đang ở trong tầm tay. Chúng tôi tin rằng một hiệp ước đang ở trong tầm mắt thấy, căn cứ vào đề nghị ngày 8 tháng 5 của Tổng thống và vào một vài sửa đổi đề nghị ngày 25 tháng Giêng của chúng tôi, một đề nghị công bằng cho tất cả mọi phe. Thực ra, Kissinger lúc ấy đã tuyên bố với niềm lạc quan của một kẻ tuyệt vọng. Ông cứ khăng khăng cãi rằng chỉ còn phải giải quyết một vài vấn đề kém quan trọng hơn mà thôi. Các ký giả bèn nêu lên câu hỏi, tại sao ông đã không đạt được một hòa giải tương tự 4 năm trước đây? Thực tế, đó là câu hỏi đầu tiên nêu lên với Kissinger. Ông đáp loanh quanh, không thể đạt được hiệp ước này 4 năm trước đây là vì phe bên kia cứ kiên quyết không chịu thảo luận việc tách rời các vấn đề chính trị ra khỏi các vấn đề quân sự, bởi vì họ đã luôn luôn đòi phải giải quyết vấn đề chính trị với chúng ta và đòi chúng ta phải quyết định trước tương lai của miền Nam Việt Nam trong một cuộc điều đình với Bắc Việt. Coi xong cuộc họp báo, Hưng đã phải sửng sốt về sự kiêu ngạo cũng như sự bất chấp dư luận thế giới của Kissinger khi quả quyết rằng những nhượng bộ của ông ta là một thắng lợi cho Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Vậy mà không một ai đứng lên chất vấn. Ngay sau cuộc họp báo, Hưng gửi một phúc trình cho Thiệu, phân tích những điều khoản ghi trong bản hiệp định như đài Hà Nội đã loan báo. Anh viết, luận điệu của Kissinger là thái quá, là xúc phạm. Theo quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa, thì tương lai chính trị của miền Nam thực đã bị quyết định rồi. Tôi không thấy có một khác biệt lớn nào giữa những điều khoản của bản dự thảo hiệp định hiện nay và 10 điểm Cộng sản đề nghị với chính quyền Nixon 4 năm trước đây vào ngày 8 tháng 5 1969. Hà Nội đã thành công trong việc đòi hỏi được thỏa mãn tất cả mọi yêu sách của mình, đôi khi còn được nhiều hơn cả yêu sách trước kia nữa. Điều khoản thứ hai của bản dự thảo hiệp định là một thí dụ điển hình. Nó đã bắt Mỹ phải rút quân trong vòng 60 ngày, trong khi theo như yêu sách cũ của Cộng sản năm 1969 thì chỉ đòi Mỹ rút đi chứ không đặt ra một thời hạn nào nhất định. Sau khi nghiên cứu bài tuyên bố trên đài phát thanh Hà Nội và phần lược giải của Kissinger, Thiệu viết thư thẳng cho Nixon gây gắt phiền trách hành động của Kissinger. Ông cũng chỉ trích thời biểu Kissinger đi Hà Nội đã hoạch định với Cộng sản mà không tham khảo với ông. Kissinger có nói rằng chỉ cần thêm một phiên thảo luận nữa, kéo dài 3 hay 4 ngày với Bắc Việt mà thôi. Nhưng Thiệu đòi không được đặt ra một thời hạn nào cả. Sự khiếu nại này của Thiệu có ý định chia rẽ Nixon và Kissinger và cho Nixon biết là Kissinger đã vượt qua chỉ thị của chính Nixon. Thế nhưng nó đã không có kết quả. Bực tức về giọng điệu của bức giác thư, Kissinger quyết định không để cho một tổng thống Việt Nam hạ uy tín mình trước mặt Nixon. Ông bèn đích thân thảo lá thư Nixon hồi âm Thiệu ngày 29 tháng 10, được đại sứ Bunker trao tay ngày 31 tháng 10, nội dung như sau. Kính thưa Tổng thống, tôi vừa cẩn thận đọc xong bức giác thư đề ngày 28 tháng 10, 1972, nhan đề giác thư về bài phát thanh của Hà Nội ngày 26 tháng 10, 1972 và về phần lược giải cho báo chí cho tiến sĩ Kissinger ngày 26 tháng 10, 1972. Như tôi đã thông báo cho ngài biết, tiến sĩ Kissinger đã phát ngôn và sẽ tiếp tục phát ngôn thay mặt tôi, đã không hề có và sẽ không có một sự phân biệt nào giữa quan điểm của ông ta và quan điểm của tôi. Như tôi đã viết cho ngài trong lá thư đề ngày 16 tháng 10, những lời bình luận của tiến sĩ Kissinger có được sự hậu thuẫn hoàn toàn của tôi. Đặc biệt tham chiếu các điểm nêu lên trong bức giác thư nói trên, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy ngài yêu cầu chúng tôi phải bình luận về những điều xác nhận xuất phát từ đài phát thanh Hà Nội. Tiến sĩ Kissinger đã giải thích đầy đủ và nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ còn nghiên cứu thêm nữa những gì đã thảo luận với đại diện của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vậy, chính phủ Nam Việt Nam chẳng nên tự hỏi tại sao những thời hạn hoạch định lý thuyết, ngụ ý chuyến đi của Kissinger lại chỉ được thông báo cho Hà Nội. Sự thực hiển nhiên là nó chỉ có tính cách tạm bợ, chưa chắc chắn và trong thực tế đã không có một thời điểm nào được thực hiện cả.
ngụ ý Kissinger đã không đi Hà Nội. Đối với những điều quan tâm của ngài về các bức thư, thông điệp của tôi, đề ngày 20 tháng 10 và 22 tháng 10, gửi cho Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, xin ngài nhớ lại rằng, tiến sĩ Kissinger đã đặc biệt nói tới nội dung của các thông điệp đó trong khi thảo luận với ngài tại Sài Gòn. Các thông điệp đó, trong chủ yếu, liên quan đến ba vấn có liên hệ đến Lào và Campuchia. Đối với Nam Việt Nam, chúng tôi đã thông báo cho Hà Nội biết là chúng tôi bác bỏ mọi yêu sách về sự từ chức của ngài và nhấn mạnh đến các điều khoản thay thế và tù binh như ngài đã thấy. Đối với Lào và Campuchia, chúng tôi đã đòi những đảm bảo về sự chấm dứt cuộc xung đột tại hai quốc gia này. Tiến sĩ Kissinger, với sự hiện diện của đại sứ Bunker, có nói với ngài rằng, trong thư hội âm của họ, Bắc Việt nhượng bộ tất cả các điểm đó. Tôi coi như ngài đã được thông báo đầy đủ. Về hiện trạng của bản dự thảo hiệp định, tiến sĩ Kissinger đã long trọng cam kết với ngài là sẽ cố giành được tối đa những thay đổi phản ảnh quan điểm được phát biểu với ông ta trong chuyến thăm Sài Gòn. Đối với câu nói đến ba quốc gia Đông Dương, tiến sĩ Kissinger đã giải thích cho ngài rằng việc dùng chữ ba chỉ là một sơ suất và chúng tôi đòi Bắc Việt gạch bỏ chữ đó trong bản văn hiện thời. Đối với Hội đồng Hòa giải Dân tộc, tiến sĩ Kissinger đã giải thích thật rõ ràng trong buổi họp báo cũng như trong khi hội đàm với ngài và nó không có những nhiệm vụ của một chính quyền. Mọi giới quan sát Mỹ cũng như ngoại quốc đã đều thấy ý nghĩa đích thực của nó. Chỉ là một phương sách giữ thể diện cho Cộng sản để che đậy sự thất bại của họ trong các đòi hỏi về một chính phủ liên hiệp và sự từ chức của ngài mà thôi. Cho nên tôi thực không hiểu được tại sao chính phủ ngài lại cứ muốn mô tả hội đồng ấy như một cơ cấu có tính cách một chính quyền. Việc nhắc đi nhắc lại những lời bình luận sai lạc bởi quý viên chức có thể làm xảy ra điều mà chúng ta đã hết sức tranh đấu để tránh khỏi. Lập trường của chúng tôi sẽ tiếp tục là chúng ta có thể chấp nhận được một cơ cấu hành chánh, mà trong Anh ngữ rõ ràng ám chỉ, tính cách tư vấn chứ không phải chính quyền. Chúng tôi sẽ bác bỏ danh từ dịch thuật của Bắc Việt, có thể ám chỉ rằng cơ cấu đó được họ cho là có những quyền hành hay nhiệm vụ của một chính phủ. Đây chính là điều mà tiến sĩ Kissinger đã muốn nói khi ông bàn đến các vấn đề ngôn ngữ trong cuộc họp báo. Đây là điều mà chúng tôi sẽ minh xác khi gặp Bắc Việt lần tới. Chúng tôi đã chọn các đặc tính mơ hồ ngữ học đó của câu nói để đem lại cho tất cả mọi phe một lối thoát, mà vẫn giữ được thể diện. Ngài và tôi hiểu nó muốn nói gì rồi. Buổi họp báo của tiến sĩ Kissinger đã được thực hiện theo chỉ thị chi tiết của tôi. Ông ta cố gắng hết mình để tránh cho ngài khỏi bị mô tả như là một chướng ngại của hòa bình, với hậu quả không thể tránh được là Quốc hội sẽ cắt ngân khoản Hoa Kỳ tài trợ dành cho Việt Nam Cộng Hòa và tạo ra những trở ngại thật to lớn cho việc Hoa Kỳ tiếp tục yểm trợ ngài và chính phủ ngài. Sự chỉ trích liên tiếp từ Sài Gòn chỉ có thể phá hoại cố gắng đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng một mặt trận đoàn kết. Những nỗ lực đó sẽ vô ích nếu không có sự cộng tác của cộng sự viên của ngài. Ngoài mấy thí dụ nêu trên, tôi không thể quên lưu ý ngài về đường lối nguy hiểm mà chính phủ ngài đang đi theo. Ngài đã biết sự cam kết vững chắc của tôi với nhân dân miền Nam Việt Nam và với cá nhân ngài, như tiến sĩ Kissinger và đại sứ Bunker đã thông báo ngài rõ. Tôi xin nhấn mạnh sự cam kết đó bằng cách sẽ gặp ngài trong vòng 1 hay 2 tuần lễ sau khi ký bản hiệp định. Tôi tin rằng tương lai tùy thuộc vào sự đoàn kết hiện có giữa chúng ta và vào mức độ mà ta có thể chứng tỏ quyết tâm rõ rệt để thực hiện những gì cần thiết trong những ngày sắp tới, hòng bảo đảm việc thi hành nghiêm chỉnh những điều khoản của hiệp định. Nếu tình đoàn kết của chúng ta đã là chủ yếu cho sự thành công từ trước tới nay trong chiến tranh, thì nó cũng sẽ là đảm bảo tốt nhất cho thành công tương lai khi mà cuộc đấu tranh sẽ tiếp tục trong một khuôn khổ có tính cách chính trị hơn. Tuy nhiên, nếu như chiều hướng bất hòa rõ ràng giữa chúng ta còn tiếp diễn, thì căn bản chủ yếu của sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với ngài và chính phủ ngài sẽ bị phá hủy. Về phương diện này, những lời bình luận của quý Ngoại trưởng rằng Hoa Kỳ đang thương lượng một sự đầu hàng
quả là vừa có hại, vừa bất công và không đúng đắn. Xin ngài an tâm là những quyết định cuối cùng của tôi về những sắp xếp hòa bình không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, và ngài chớ nên nuôi dưỡng ảo tưởng là chính sách của tôi nhằm sớm mang lại hòa bình sẽ thay đổi sau cuộc bầu cử. Thưa Tổng thống, tôi khẩn khoản xin ngài một lần nữa duy trì tình đoàn kết thiết yếu mà suốt 4 năm qua đã từng là đặc điểm tiêu biểu cho mọi quan hệ giữa chúng ta, cũng như nó đã là căn bản cho sự thành đạt của ta từ trước đến nay. Tình trạng chia rẽ sẽ làm tôi mất hết khả năng duy trì sự yểm trợ cần thiết mà chính phủ và nhân dân ngài phải có trong những ngày sắp tới, sự yểm trợ mà tôi quyết tâm cung ứng. Sự sốt sắng cộng tác sẽ có nghĩa là ta sẽ đạt được hòa bình xây dựng trên một hiệp định mà tôi cho là có thể thi hành được, nhất là khi nó đi kèm với những điều khoản bổ sung mà chúng ta chắc chắn sẽ có. Từ căn bản đó, chúng ta có thể tin tưởng và đoàn kết tiến tới chỗ giành được những mục tiêu hổ tương của hòa bình và đoàn kết cho nhân dân miền Nam Việt Nam anh dũng. Kính thư Richard Nixon. Trong giọng điệu và nội dung, lá thư này khác hẳn những lá thư trước đó. Kissinger, người thảo lá thư, đã vô cùng bực tức ông Thiệu, cho nên lời lẽ vừa gay gắt, đe dọa, lại vừa hầu như tuyệt vọng. Lời năn nỉ đoàn kết được nói đến 7 lần. Không còn thấy nhắc đến lòng tín nhiệm lẫn nhau nữa, mà chỉ là một sự ăn miếng trả miếng rất thực tế, không hiệp định, khỏi viện trợ. Giải đoán theo cách hiểu ngầm, người ta thấy mối quan tâm của Hoa Thịnh Đốn là nếu Thiệu cứ tiếp tục tấn công, chỉ trích, thì Nixon có thể sẽ bất lợi trong các cuộc thăm dò dư luận, cũng như ở phòng bỏ phiếu. Năm 1968, ứng cử viên Nixon đã năn nỉ Thiệu đừng tham dự hòa đàm Paris. 4 năm sau, ông lại dùng áp lực bắt Thiệu đổi hướng. Phía Việt Nam Cộng Hòa bây giờ mới thấy rõ Humphrey, Nixon và Kissinger thấy đều hành động theo cùng một động lực: tham vọng và quyền lợi chính trị của chính cá nhân mình. Hiển nhiên, động lực đó đã không còn phù hợp với quyền lợi của Việt Nam Cộng Hòa nữa. Cuộc phỏng vấn của Arnold de Bosgrave, chính Phạm Văn Đồng đã rất chính xác và huỵch toẹt, không hề nhắc đến Hội đồng Hòa giải Dân tộc, chỉ nói tới ba phe Việt Nam, Sài Gòn, Hà Nội và Mặt trận Giải phóng sẽ cùng nhau dàn xếp để tiến tới một chính phủ liên hiệp chuyển tiếp. Thiệu đã dùng bài phỏng vấn đó làm bằng chứng về ý đồ thực sự của Bắc Việt tại miền Nam. Cả Bắc lẫn Nam Việt đã đồng ý rằng Hội đồng Hòa hợp và Hòa giải là công thức cho một chính phủ liên hiệp. Vậy mà Kissinger lại khăng khăng cho rằng Hội đồng sẽ chỉ là một cơ quan tư vấn, không có quyền pháp lý. Như ông ta đã mệnh danh, chỉ là một hội đồng nhỏ nhoi, nghèo nàn thôi. Kissinger còn hỏi, tại sao Thiệu cứ phải lo ngại về hội đồng này? Chính phủ Sài Gòn có quyền phủ quyết cơ mà. Cho dù có quyền phủ quyết, Việt Nam Cộng Hòa sẽ ở vào thế hết sức kẹt, vì nếu cứ phủ quyết hoài những đề nghị của phía Cộng sản, thì Sài Gòn sẽ bị kết án là ngoan cố. Vẫn cố giấu mọi chuyện cho kín đáo, cả Nixon lẫn Kissinger, không ai tiết lộ lá thư trên đây gửi cho Thiệu. Kissinger thì tiếp tục làm áp lực đẩy nhanh, đẩy mạnh tới chỗ kết thúc được một bản hiệp định. Ông cũng cảm thấy rằng nếu chưa có được hòa giải sau khi thắng cử, sẽ khó nói chuyện với Nixon và chắc ông này sẽ tăng thêm yêu sách đối với Bắc Việt. Không có được sự thỏa thuận của Thiệu, Nixon có thể bị buộc tội là bán đứng một đồng minh. Thiệu không phải là một. Không phải là không biết về cái thế tiến thoái lưỡng nan này của Nixon. Sau này, cuối năm 1979, ông có tuyên bố với tạp chí Đức Der Spiegel là điều mà Kissinger và chính phủ Hoa Kỳ hồi đó thực sự muốn là rút lui càng mau càng tốt mà lấy được tù binh của Mỹ về. Họ chỉ muốn phủi tay cho xong mọi chuyện rồi ù té chạy làng. Tuy nhiên, trong lúc phủi tay chạy làng như thế, họ lại không muốn bị nhân dân Việt Nam và thế giới buộc tội là bỏ rơi chúng tôi. Đó là tình trạng khó xử của họ, và thế là Thiệu quyết định cứ lì ra. Khi vận động tranh cử, Nixon đã dùng cuộc họp báo của Kissinger cho mục đích riêng của mình. Ông cho báo chí biết rằng các cuộc hòa đàm vẫn còn tiến hành đều đặn, và ông tin rằng chúng ta sẽ thành công giành được mục tiêu của ta là hòa bình trong danh dự, chứ không phải hòa bình trong đầu hàng tại Việt Nam. Tuy vẫn còn một số khác biệt cần được giải quyết, tôi tin rằng chúng ta có thể
và sẽ được giải quyết. Nixon quyết tâm không để cho vấn đề Việt Nam lấn át chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, hình như ông đã nhận thức được những hiểm họa cho miền Nam nếu cứ nhất định đòi họ phải ký bản dự thảo hiệp định ngay lúc đó. Sau này, ông có ghi lại một trang nhật ký của ông viết vào lúc Kissinger còn ở Sài Gòn. Một số tin tình báo cho biết, chúng, Bắc Việt, đã ra chỉ thị cho cán bộ chúng giết hết mọi đối thủ trong vùng chúng kiểm soát một khi có loan báo đình chiến. Đây sẽ là một cuộc tắm máu tàn sát. Và đó là điều ta phải xét đến khi làm áp lực ông Thiệu chấp nhận một cuộc dàn xếp chính trị, mà theo chúng tôi, tất nhiên là hợp lý, nhưng cũng phải biện minh được về mặt an ninh. Phân tích và nhận xét về những biến cố lúc đó, Hưng tin rằng Kissinger và Nixon đã phạm một sai lầm chiến lược khi họ tìm cách chấm dứt chiến tranh qua các cuộc thương thuyết bí mật. Chẳng những thương lượng mật đã ngầm phá hoại Việt Nam Cộng Hòa và hạ thấp tư thế của chính phủ Sài Gòn, nó làm Hoa Kỳ mang tiếng là điều đình sau lưng đồng minh nữa. Uy tín cá nhân của Kissinger mỗi ngày lại một buộc chặt với sự thành công hay thất bại của các cuộc hòa đàm. Bởi vậy, ông ta đã bị mắc kẹt không thể gỡ ra mà không phải trả một giá thật đắt cho uy tín riêng của mình. Sự việc này thật rõ ràng khi ông ta trở về Hoa Kỳ ngay sau chuyến viếng thăm Sài Gòn mà không được Nixon cho phép thực hiện chặng đường chót của cuộc hành trình. Nghĩa là bay ra Hà Nội để thảo luận nốt các chi tiết cuối cùng rồi ký tắt vào bản dự thảo hiệp định ngày 24 tháng 10. Kissinger khăng khăng muốn đi Hà Nội vào đúng lúc mà cuộc tấn công mùa hè đỏ lửa của Bắc Việt đã bị đẩy lui. Và vào lúc rõ ràng là Nixon sẽ đại thắng trong cuộc tuyển cử tới, Kissinger muốn có được một hiệp định trước tuyển cử để gắn liền sứ mạng lịch sử của ông với việc thắng cử của Nixon. Bởi vậy, dù Việt Nam Cộng Hòa và Nixon đang ở thế mạnh, ông đã lùi bước trước đòi hỏi của Bắc Việt và bằng lòng giải quyết cả hai khía cạnh quân sự lẫn chính trị. Ngay từ hồi khởi sự điều đình, Hà Nội đã có hai mục đích chính. Quân Mỹ phải rút khỏi miền Nam và thành lập một chính phủ liên hiệp tại Sài Gòn làm phương tiện nắm quyền kiểm soát miền Nam sau này. Mục đích thứ nhất đã là yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược của họ. Sự kiện này đã được chính Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng Ngoại giao của Hà Nội xác nhận với ký giả Hearst sau ngày Sài Gòn thất thủ. Tôi phải nói với ông điều này. Cái quan trọng nhất của chúng tôi là Mỹ phải rút quân. Điều thứ hai là họ phải bằng lòng cho tất cả quân đội chúng tôi ở lại miền Nam. Dựa trên kinh nghiệm với Pháp, Bắc Việt đòi hỏi sự triệt thoái của Mỹ phải được thi hành với một lập trường hết sức cứng rắn. Nó gồm bốn yếu tố: đơn phương, mau lẹ, toàn bộ và vĩnh viễn. Dần dần, từng bước một, Hoa Kỳ đã nhượng bộ cả bốn. Thoạt tiên, Hoa Kỳ bắt đầu với nguyên tắc không thể lay chuyển được, là cả hai bên Bắc Việt và Hoa Kỳ cùng rút quân khỏi miền Nam. Điều này được Nixon tuyên bố rõ ràng ngày 8 tháng 5, 1969. Trong suốt 2 năm, Hoa Kỳ giữ vững lập trường này. Thế rồi, ngày 31 tháng 5, 71, Kissinger ngầm đưa ra một kế hoạch mới. Lần đầu tiên, Hoa Kỳ bỏ hẳn yêu sách triệt thoái song phương để đổi lấy lời cam kết của Bắc Việt là sẽ không đổ thêm quân vào miền Nam, Lào và Campuchia. Theo Kissinger, sở dĩ ông đã bỏ hẳn lập trường cố hữu đó vì ông đã cho thực hiện một số nghiên cứu mà kết quả cho biết là Sài Gòn có thể đối phó được với sự hiện diện tiếp tục của quân Bắc Việt tại miền Nam nếu như không có tiếp liệu và yểm trợ tiếp tục cho chúng từ bên ngoài. Chính là căn cứ vào những bản nghiên cứu này mà Kissinger đã thúc giục Nixon đổi lập trường. Theo ý kiến của Thiệu và các giới chức Sài Gòn, Kissinger đã phạm một sai lầm chiến thuật nghiêm trọng ngay từ hồi đầu, là đã tập trung nỗ lực điều định vào việc rút quân, thay vì coi chính việc rút quân là một điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc điều định. Theo Thiệu, vĩ tuyến 17 là biên giới Bắc Nam, phân cách hai quốc gia khác nhau. Vậy mà dường như Kissinger đã chấp nhận yêu sách của Bắc Việt, đòi rằng Việt Nam là một quốc gia, và chỉ có ba quốc gia tại Đông Dương, Việt Nam, Lào và Campuchia. Khi Việt Nam Cộng Hòa vạch điểm này ra cho Kissinger thấy, thì ông này cho đó chỉ là một sơ suất và hứa sẽ bỏ đi trong dự thảo tiếp theo. Nỗi khổ cực bị khép vào vai trò đồng minh lép vế đã làm cho chính phủ Sài Gòn hết sức đau lòng. Lối trình diễn độc tấu
lại là thứ độc tố có kỹ thuật cao của Kissinger, khiến Sài Gòn cảm thấy vừa căm giận, vừa bất lực trước sự bóp méo lịch sử của ông ta. Giữa Hoa Thịnh Đốn và Sài Gòn lúc đó, có biết bao nhiêu là bất đồng ý kiến sâu xa về nội dung các điều khoản của hiệp định. Thế mà đứng trước máy truyền hình và dư luận thế giới, Kissinger cứ vẫn gọi những khác biệt đó là một số điều còn mơ hồ, một vấn đề ngữ học hay là một vấn đề kỹ thuật. Kissinger còn nói là đoạn đường dài nhất đã đi qua rồi, và những gì hiện làm trở ngại đường đi đến thỏa thuận là những vấn đề tương đối kém quan trọng hơn những gì đã được dàn xếp. Đúng là cả vú lấp miệng em. Kissinger đã manớp được giới báo chí Mỹ, và lại ít người bỏ ra thời giờ để phân tích những thay đổi trong lập trường của Mỹ. Về vấn đề rút quân chẳng hạn, Hoa Kỳ đã đổi từ rút quân cả hai bên sang rút quân có một bên, tức là Mỹ. Lịch trình triệt thoái đổi từ vô hạn định tới 9 tháng, xuống 6 tháng, rồi 3 tháng, rồi xuống 60 ngày. Khi Phạm Văn Đồng xác nhận với Kissinger rằng, đúng thế, Hội đồng Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc chính là một chính phủ liên hiệp, như Việt Nam Cộng Hòa đã cảnh cáo, thì Kissinger vẫn cứ chối bay, không chịu nhận. Thiệu vẫn không hiểu tại sao Kissinger vẫn cứ nói đó không phải là một công thức chính phủ liên hiệp, trong khi cả hai bên tranh chấp, Sài Gòn lẫn Hà Nội, đã đều quả quyết chính là liên hiệp. Theo bản văn của Hiệp định dự thảo cho Hà Nội tiết lộ và loan báo trên đài phát thanh Hà Nội mà chính Kissinger khẳng nhận là đúng, thì mọi quyền lực trao cho hội đồng này đúng là những quyền lực của một chính phủ liên hiệp lâm thời do Hà Nội đề nghị từ ngày 9 tháng 5 1969. Về phần Thiệu, ông hiểu ngầm những lời năn nỉ của Nixon về tình đoàn kết, có nghĩa là đoàn kết lúc này, vì một khi cuộc bầu cử đã đi qua thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ phải chịu đựng thêm nhiều áp lực mới nữa, giống y như hồi 1968. Hồ sơ mật Dinh Độc Lập, chương 7. Những gì chúng tôi sẽ làm. Một ngày sau khi vẻ vang thắng cử, với gần 61% số phiếu, chưa có ứng cử viên đảng Cộng Hòa nào thắng lớn được như vậy trong lịch sử Hoa Kỳ, Nixon lại viết cho Thiệu một lá thư dài để mở lại cuộc đối thoại về bản dự thảo hiệp định chấm dứt chiến tranh. Tướng Hay được ủy nhiệm đem lá thư sang Sài Gòn và giải thích cho ông Thiệu rõ ý định của Nixon. Kissinger đã hằn học về lời tố cáo của Thiệu, gọi bản hiệp định là một sự đầu hàng. Về phần Thiệu, ông cũng đã không chịu đựng được Kissinger thêm nữa, vì tin rằng vị cố vấn an ninh quốc gia này đã chỉ hành động theo nghị trình riêng của mình với sự đồng lõa của Bắc Việt. Thiệu muốn nói chuyện thẳng với Nixon. Ông cho phát động trong giới báo chí Sài Gòn một chiến dịch gán cho Kissinger cái lỗi là đã không thông báo chính xác quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa cho Nixon. Sau lần thất bại vừa rồi, Kissinger không còn mặt mũi nào trở lại Sài Gòn lần nữa, nên Nixon đã chọn Hay đi thay thế, để vừa xoa dịu, vừa khuyến khích Thiệu. Nixon trọng cái đức tính cứng cỏi của người quân nhân này, và cũng khéo léo dùng ông ta để chơi lại Kissinger. Nixon có thể tin cậy Hay sẽ phục tùng mệnh lệnh ông, và không có một mưu cầu riêng tư nào khác hơn là lên lon. Ông cũng là người biết xét đoán tính nết người khác và có vẻ hiểu được Thiệu. Hồi tháng 10, 1972, trong một bài phỏng vấn đăng trên tờ Time, Hay mô tả ông Thiệu là người phức tạp, có khả năng và sắc sảo. Ông ta thích làm việc với một số rất ít người và có tính đa nghi. Ông rất có ý thức và hay lưu tâm đến sự sống còn của mình, thế nhưng lại mềm dẻo và dễ thuyết phục. Đường lối hành động của ông ta là đi trước mọi vấn đề liên quan đến cuộc điều đình. Ông ta là một nhà điều khiển chính trị giỏi và là một người yêu nước. Thiệu không nhất thiết là người được yêu mến tại Sài Gòn, nhưng giới công chức lại rất kính nể ông ta. Trong đoạn kỳ, tôi thấy không có ai có thể thay thế ông ta được. Hay tới Sài Gòn ngày 10 tháng 11, 1972 và đi ngay đến Dinh Độc Lập để trình lá thư Nixon, cũng lại do chính Kissinger thảo. Hay là một sứ giả lý tưởng, vẻ gồ ghề, dáng điệu góc cạnh nhà binh của ông ta làm Thiệu thấy thoải mái. Hay đã từng phục vụ tại Việt Nam hồi 1966-67 trong chức vụ tiểu đoàn trưởng
và được cả lục quân Hoa Kỳ lẫn chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tưởng thưởng huy chương về sự dũng cảm trong khi tác chiến. Với kinh nghiệm đầu tay hay hiểu biết tình hình quân sự tại Việt Nam và qua các cuộc nói chuyện, Thiệu đã thấy Hay có thiện cảm với chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa hơn là Kissinger. Tuy nhiên, ông chỉ là một người đưa tin, không quyền hành gì cả, dù rằng có ảnh hưởng với Nixon. Hay nói với Thiệu rằng, Tổng thống Nixon đã quyết tâm đi tới chỗ ký kết, nhưng cũng rất muốn thỏa mãn những yêu sách của Sài Gòn. Trong phần phụ giải theo chỉ thị của Nixon, Hay khôn khéo nhấn mạnh ở điểm Thiệu phải có sáng kiến chính trị và tâm lý để tiến tới việc tái thiết miền Nam và củng cố quyền lực của mình. Phần thưởng cho sự cộng tác với Hoa Kỳ sẽ là một cuộc họp mặt với Nixon. Dù Nixon vừa thắng cử lớn, nhưng về vấn đề Việt Nam thì Hạ viện Hoa Kỳ không còn kiên nhẫn, và Thượng viện thì lại bồ câu hơn cả trước ngày bầu cử. Nếu không có được một dàn xếp nào trước khi Quốc hội tái nhóm vào tháng Giêng 1973, và nếu Thiệu bị coi như một chướng ngại vật cho hòa bình, thì Thượng viện sẽ cắt ngân quỹ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi Hay tới Dinh Độc Lập, với đại sứ Bunker, Thiệu đã bảo Nhã duyệt lại một kế hoạch ý đồ, đoán xem Hay sẽ có những đề nghị gì mới, để liệu cách đối phó. Tới một cao điểm của phiên họp, Thiệu cho biết không thể chấp nhận Hiệp định Paris nếu không sửa đổi thêm. Hay đã toan nổi nóng, mắt nheo lại và hít thêm không khí đầy ngực, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh. Ông ôn tồn nói với Thiệu là nếu không đồng ý với hiệp định, Hoa Kỳ sẽ bắt buộc phải có hành động tàn bạo. Dù không quen với những lời đe dọa lỗ mãng ấy, Bunker vẫn thản nhiên như không, chỉ nhích cặp lông mày lên một chút. Dù Thiệu đã đoán trước sẽ có một đe dọa nào đó, ông chỉ biết cười xòa và không yêu cầu hay giải thích thêm lời đe dọa ấy. Hay coi bộ bức rứt khi Thiệu không trả lời mà cũng không hỏi han thêm. Lần này, lá thư của Nixon đề ngày 18 tháng 11, 1972 với lời lẽ cứng rắn hơn, gay gắt hơn những lá thư viết trước kỳ bầu cử. Nhưng nếu Nixon đe dọa, thì ông ta cũng lại hứa hẹn thêm một vài đoạn điển hình. Kính thưa Tổng thống, trước hết tôi phải phát biểu nỗi thất vọng của tôi về điều mà tôi coi là một chiều hướng nguy hiểm trong mối liên hệ giữa hai quốc gia chúng ta. Một xu hướng chỉ mang tới hậu quả là phá hoại những mục tiêu chung của chúng ta và làm lợi cho kẻ địch. Những sự bóp méo đã kích liên tiếp bản hiệp định đã không công bình mà còn có tính cách chủ bại. Những sự xuyên tạc và đã kích đó vẫn còn dai dẳng, bất chấp nhiều phản kháng của chúng tôi, kể cả lá thư ngày 29 tháng 10 của tôi gửi ngài. Chúng đã làm cho tôi bối rối và gây cho tôi nhiều trở ngại. Trong những lần liên lạc trước và trong những cuộc trình bày của tiến sĩ Kissinger và đại sứ Bunker, chúng tôi đã giải thích nhiều lần tại sao chúng tôi coi bản dự thảo hiệp định ấy là hợp lý. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng rằng nó phản ảnh những nhượng bộ của phe bên kia. Nó bảo vệ nền độc lập của Việt Nam Cộng Hòa và cho phép nhân dân Việt Nam quyết định lấy tương lai chính trị cho chính mình. Ngài cũng đã được thông báo đầy đủ về công cuộc tái thiết các khí cụ hiện đang được thực hiện để tăng cường các lực lượng của Ngài trước khi có đình chiến. Tôi đã rất nhiều lần gửi đến Ngài những bảo đảm chắc chắn chống lại trường hợp hiệp định có thể bị vi phạm. Tôi đã ngỏ ý muốn gặp Ngài một thời gian ngắn sau khi hiệp định được ký kết để biểu dương lại sự ủng hộ tiếp tục của chúng tôi. Tôi khỏi cần kể lại rất nhiều lập luận, giải thích và những công tác đã được thực hiện. Chúng vẫn còn có hiệu lực. Tôi thiện nghĩ là Ngài có hai lựa chọn chủ yếu. Ngài có thể dùng sự ủng hộ của dân chúng mà Ngài đã thâu lượm được do những hành động mới đây để tuyên bố đã có thắng lợi quân sự mà bản hiệp định phản ảnh. Ngài có thể cộng tác với đồng minh mạnh nhất của Ngài để mang lại thắng lợi chính trị do những điều kiện hiện hữu mang tới. Ngài có thể nắm lấy sáng kiến chính trị và tâm lý bằng cách hoan nghênh bản hiệp định và thi hành những điều khoản của nó theo một đường lối tích cực. Trong trường hợp này, tôi xin nhắc lại lời mời của tôi để gặp Ngài một thời gian ngắn sau khi ký hiệp định, để nhấn mạnh sự hợp tác mật thiết liên tục giữa chúng ta. Lựa chọn thứ hai là Ngài vẫn tiếp tục con đường mà dường như Ngài đang theo đuổi hiện nay. Theo ý tôi, thì điều đó sẽ có lợi cho kẻ địch,
và sẽ mang đến những hậu quả vô cùng trầm trọng cho cả hai dân tộc ta. Nó sẽ là một thảm họa cho dân tộc ngài. Thưa Tổng thống, tôi xin ngài cho đại tướng hay biết, ta có thể yên tâm tiến hành trên căn bản này không? Chúng tôi hiện đã tới một giai đoạn mà tôi cần biết đích xác liệu ngài có sẽ tiếp tay với chúng tôi trong nỗ lực mà tướng hay sẽ phát họa với ngài không? Hay là chúng tôi phải trù liệu các đường lối hành động khác mà tôi tin rằng sẽ thiệt hại cho quyền lợi của cả hai quốc gia chúng ta? Tôi hy vọng ngài và chính phủ ngài sẵn sàng cộng tác với chúng tôi. Có rất nhiều công tác chuẩn bị cần được thực hiện và chúng tôi tin rằng các toán đặc nhiệm Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa phải khởi sự làm việc với nhau để chúng ta sẽ ở vào tư thế tốt nhất có thể có, ngõ hầu thi hành bản hiệp định. Tôi hoàn toàn tin rằng nhân dân ngài, quân lực ngài và chính bản thân ngài đã giành được một thắng lợi lớn và bản dự thảo hiệp định sẽ xác nhận. Ý định của tôi là sẽ xây dựng trên những thành quả đó. Tôi muốn được cộng tác với ngài và chính phủ ngài trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi để bảo vệ tự do tại miền Nam, trong thời bình cũng như ta đã từng cộng tác trong nhiệm kỳ thứ nhất của tôi để bảo vệ nó trong thời chiến. Trong 4 năm qua, ngài và tôi đã là hai đồng minh thân thiết, trên bình diện cá nhân cũng như quân sự. Sự liên minh này sẽ đưa chúng ta tới một vị trí khiến kẻ địch đang thỏa thuận với những điều kiện mà bất cứ một quan sát viên vô tư nào cũng đã nói là không thể có được 4 năm trước đây. Sự liên minh của chúng ta và những thành quả của nó đã được xây dựng trên sự tin cậy lẫn nhau. Nếu ngài tiếp tục tin cậy chúng tôi, thì cùng nhau chúng ta sẽ thành công. Kính thư Nixon. Sau khi hai rời Dinh Độc Lập, Thiệu đọc lại lá thư một lần nữa, rồi viết lên đầu thư. Đọc cho hội đồng và task force, tức là nhóm đặc nhiệm. Làm việc trên những điểm này, ông còn đánh 3 dấu hỏi ở lề trái lá thư. Chỗ viết, những sự bóp méo và đã kích liên tiếp bản hiệp định đã không công bình mà còn có tính cách chủ bại. Thiệu mất tinh thần về sự thay đổi giọng điệu của Nixon, nhất là câu mở đầu, một chiều hướng nguy hiểm trong mối liên hệ. Nhưng ông cũng không cảm thấy bị đe dọa bởi hai lựa chọn chủ yếu. Và mặc dù Nixon đã đặt hết lên vai ông những hậu quả vô cùng trầm trọng cho cả hai dân tộc ta và một thảm họa cho dân tộc ngài, ông quyết định là đã đến lượt mình phải tham dự điều đình. Và nếu như Kissinger vẫn còn ở chức vụ thương thuyết gia, ông sẽ vẫn đưa ra yêu sách của Sài Gòn. Thiệu tiếp tục cưỡng lại Kissinger, một phần cũng vì được Hưng cho biết là Kissinger đang hơi yếu thế và bị nhóm viên chức trong văn phòng Tổng thống Nixon cô lập hóa. Báo chí Mỹ nói bóng gió là có sự nứt rạn trong tòa Bạch Cung và chính vợ Haldeman đã than phiền với một người bạn Việt của Hưng về hành động của Kissinger trong các cuộc hòa đàm. Chống lại kế hoạch hòa bình của Kissinger cũng đã có một phản ứng mạnh từ phía lãnh đạo quân sự Mỹ như Hải quân Đô đốc Thomas Moore, Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân và Đại tướng Westmoreland, hồi đó là Tham mưu trưởng Lục quân, phe bảo thủ Warren Nutter chẳng hạn, hồi đó là phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng, cũng chống kế hoạch của Kissinger. Trong chính quyền Nixon hồi đó đã không hề có thảo luận liên bộ về kế hoạch này. Thiệu đã tin rằng nếu cứ kiên trì giải thích cho Hoa Thịnh Đốn hiểu được tính cách giết người của bản hiệp định đối với Việt Nam Cộng Hòa, thì Nixon sẽ thông cảm và đòi duyệt lại Hiệp định Paris. Ông nhất định không cho là Nixon đã thành thật khi nói rằng Việt Nam Cộng Hòa đã giành được một thắng lợi lớn mà bản dự thảo hiệp định sẽ xác nhận. Tuy nhiên, ông muốn giải đoán lá thư theo quan điểm riêng của mình. Chẳng hạn, câu Nixon hứa bảo đảm chắc chắn chống lại trường hợp hiệp định có thể bị vi phạm. Bảo đảm đã trở thành từ ngữ then chốt đối với Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vậy, chính phủ Sài Gòn bèn phát họa một số yêu sách liên quan đến những bảo đảm về sự hiện diện của quân Bắc Việt tại miền Nam, việc tôn trọng vùng phi quân sự và sự hiện hữu của cơ chế quốc tế kiểm soát đình chiến. Hội đồng An ninh Quốc gia họp với Hay đòi thiết lập một danh sách liệt kê những vấn đề ưu tiên. Thiệu chuyển cho Hay một lá thư lặp lại những yêu sách của Việt Nam Cộng Hòa và đòi phải minh xác những vấn đề then chốt nói trên.
Ông cố bấu víu vào những đoạn tích cực trong lá thư Nixon, chẳng hạn: cộng tác với ngài và chính phủ ngài trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi để bảo vệ tự do tại miền Nam trong thời bình, cũng như ta đã từng cộng tác trong nhiệm kỳ thứ nhất của tôi để bảo vệ nó trong thời chiến. Thiệu nghĩ cách chiếm sự thông cảm của Hai trong tư thế một quân nhân, nên hỏi: đại tướng Hai, ngài là một tướng lãnh, tôi cũng là một tướng lãnh. Ngài có bao giờ thấy bất cứ một hiệp ước hòa bình nào trong lịch sử thế giới mà kẻ xâm lăng lại được phép ở lại trong lãnh thổ mà họ đã xâm chiếm không? Thí dụ như liệu ngài có sẽ cho phép quân Nga ở lại Hoa Kỳ và rồi nói là quý vị đã đạt được một hiệp ước hòa bình với Nga không? Thiệu sau này nói là Hai đã không trả lời nổi. Trả lời làm sao nổi? Điều phi lý như thế thì trả lời làm sao nổi? Thiệu nhận định con người nhà binh của Hai thì kém lý thuyết hơn, do đó ít ngây thơ hơn là Kissinger khi phải đối phó với Cộng sản. Sợ là Kissinger đã bị Bắc Việt đánh lừa, bịp bợm, nên Thiệu cố kéo Hai về phe mình. Thiệu biết là Nixon muốn Mỹ ra khỏi Việt Nam vì áp lực dư luận và còn nhiều việc khác phải làm trong nhiệm kỳ Hai, nhưng đâu có với cái giá là bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Lý do không hẳn là vì Nixon đã cam kết gì với Thiệu hay với miền Nam Việt Nam, mà chính là uy tín và danh dự của Hoa Kỳ trong vị thế một đại cường thế giới. Hai trở về Hoa Thịnh Đốn, mang theo thư của Thiệu và tin tưởng rằng rốt cuộc Thiệu sẽ đi theo. Ngày 12 tháng 11, ông phúc trình cho Nixon: hiện giờ chúng ta đang phải đối phó với một tình thế nguy ngập. Thiệu nhất định đặt uy tín của ông ta lên cùng một chỗ với uy tín của toàn thể chính phủ ông ta. Cho nên tôi nghĩ rằng, nếu ta cứ giữ một lập trường hoàn toàn không hợp lý với ông ta, thì có thể sẽ bắt buộc ông ta phải lâm vào chỗ tự sát chính trị. Trong trường hợp đó, tôi không chắc là quyền lợi của ta sẽ được phục vụ tối đa. Cho nên tôi đề nghị một giải pháp nghe dễ sợ hơn là cố giải quyết vấn đề đó với Thiệu cho đến phút chót. Nixon đồng ý với phân tích của Hai rằng cái giá phải trả để giữ Thiệu lại tất nhiên là nhiều rủi ro, nhưng tôi không tin là không thể chấp nhận được trong giai đoạn này. Ngày 8 tháng 12 đã được định là thời hạn chót để ký hiệp định tại Paris. Nếu như vẫn không thể thuyết phục được Thiệu chịu ký vào lúc đó, thì Nixon quyết định sẽ ký với Bắc Việt một bản hiệp định riêng biệt. Nixon bây giờ lấy một giọng điệu ôn hòa hơn. Ngày 14 tháng 11, ông gửi cho Thiệu một phúc thư và điện báo sang Sài Gòn cho Bunker bảo trao lá thư vào tối ngày 14 tháng 11. Lá thư có nội dung kêu gọi Việt Nam Cộng Hòa cộng tác bằng cách viết rõ ra về bảo đảm tuyệt đối của Hoa Kỳ trước khi điều đình tái tục tại Paris giữa Kissinger và Thọ ngày 20 tháng 11. Các đoạn chính lá thư như sau. Kính thưa Tổng thống, qua lá thư của ngài và qua phúc trình riêng của Đại tướng Hai, tôi hiểu rằng mối quan tâm chính còn lại của ngài đối với bản dự thảo hòa bình là tình trạng của lực lượng Bắc Việt hiện nay ở Nam Việt Nam. Như tướng Hai đã nói, đã giải thích với ngài, chúng tôi có ý định đối phó với vấn đề này bằng cách: thứ nhất, thêm vào bản dự thảo hiệp định một điều khoản đòi giảm quân và giải ngũ các lực lượng của cả hai bên tại Nam Việt Nam và đòi số quân nhân giải ngũ trở về quê quán họ. Tôi đã không nhắc lại hết ở đây những gì tôi đã viết trong lá thư gửi ngài ngày 8 tháng 11, nhưng tôi xin được tái khẳng định nội dung chủ yếu của nó là nhấn mạnh một lần nữa quyết tâm của tôi muốn đi tới một hiệp định sớm sủa, đại để như lịch trình mà tướng Hai đã giải thích với ngài. Tôi phải rất thành thực giải thích là mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được những thay đổi trong bản hiệp định mà tướng Hai đã thảo luận với ngài và những thay đổi phụ mà đại sứ Bunker sẽ trao đến ngài, chúng tôi không thể trông đợi là có thể đạt được tất cả. Thí dụ, nếu giả định rằng chúng tôi sẽ có thể đạt được những bảo đảm tuyệt đối mà ngài hy vọng có được về vấn đề quân đội Bắc Việt thì không thực tế. Nhưng quan trọng hơn rất nhiều, những gì chúng tôi nói trong hiệp định về vấn đề này là những gì chúng tôi sẽ làm trong trường hợp kẻ địch tái diễn xâm lược. Tôi tuyệt đối cam đoan với ngài rằng, nếu Hà Nội không tuân theo những điều kiện của hiệp định này,
thì tôi cương quyết sẽ có hành động trả đũa, mau lẹ và ác liệt. Tôi tin rằng bản hiệp định hiện có là một hiệp định trong chủ yếu hợp lý, và nó còn phải trở nên hợp lý hơn nữa nếu như chúng ta thành công trong việc lấy được một số những thay đổi mà chúng ta đã thảo luận. Sự bảo đảm lớn nhất cho thành công là tiến tới hoàn cảnh mới này với lòng tin tưởng và cộng tác. Trên hết, chúng ta nên ghi vào tâm khảm những gì thực sự duy trì được bản hiệp định. Chẳng phải là một điều khoản đặc biệt nào đó trong bản hiệp định, mà là sự quyết tâm của cả hai chúng ta để duy trì các điều khoản của nó. Tôi xin nhắc lại, những bảo đảm của chính tôi với Ngài là Hoa Kỳ sẽ phản ứng thật mạnh mẽ và mau lẹ đối với bất cứ vi phạm hiệp định nào. Nhưng để thực thi điều này một cách hữu hiệu, điều quan trọng là tôi phải có được hậu thuẫn của dân chúng, và chính phủ Ngài phải đừng tỏ ra như một trở ngại cho một nền hòa bình mà công luận Hoa Kỳ giờ đây hoàn toàn mong muốn. Chính vì lý do này mà tôi khẩn khoản yêu cầu Ngài nhận một bản hiệp định mà tôi tin là đi đôi với danh dự và công lý, một hiệp định mà ta có thể làm cho trở nên an toàn bằng sự quyết tâm chung của chúng ta. Nhà tôi cùng tôi xin gửi đến phu nhân và Ngài những lời kính thăm nồng hậu nhất. Cả hai chúng tôi đều mong được gặp Ngài và quý phu nhân lần nữa tại nhà riêng của tôi ở Cali, một khi nền hòa bình công chính mà chúng ta đã tranh đấu từ bao lâu nay rốt cuộc đã hoàn thành. Kính thư Nixon. Lá thư này cho thấy Nixon đã trả lời về ba mối lo ngại chính của Thiệu: sự hiện diện của quân đội Bắc Việt tại miền Nam, cơ chế kiểm soát và những vi phạm hiệp định của Bắc Việt. Ông trấn an Thiệu rằng cơ chế kiểm soát đình chiến tự nó không thể quan trọng bằng quyết tâm của chúng ta đảm bảo cho hiệp định được thi hành và sự cảnh giác của chúng ta đối với viễn tượng nó bị vi phạm. Thiệu thấy hơi yên tâm, vì trong một lá thư mà Nixon đã nhắc lại hai lần là hiệp định tự nó chẳng quan trọng bằng những gì Hoa Kỳ sẽ làm, nhất là về sự hiện diện tiếp tục của quân đội Bắc Việt. Nixon và Kissinger đã thôi không lập luận là đám quân đó sẽ tan dần đi nữa, nhưng bây giờ nhấn mạnh đến những bảo đảm, đến tầm quan trọng của những hành động mà Mỹ sẽ đối phó để bắt phải tôn trọng đình chiến. Ông Thiệu đã gạch dưới những câu Nixon viết về quyết tâm trả đũa của Hoa Kỳ một khi Bắc Việt vi phạm, và ở lề lá thư còn đánh hai dấu đậm để nhấn mạnh những điểm đó. Ông cũng để ý đến câu chào hỏi thân mật của Nixon ở đoạn cuối lá thư mà lần đầu tiên ông nhận được. Giọng điệu ôn hòa của lá thư cũng làm ông yên lòng một phần nào, nhưng ông vẫn muốn thấy những bảo đảm ấy được viết ra một cách rõ ràng hơn nữa trên giấy trắng mực đen. Những hứa hẹn riêng tư của Nixon quả có trấn an, nhưng Thiệu là chẳng thể công bố ra được. Ngày 18 tháng 11, hai ngày trước khi hòa đàm tái nhóm tại Paris, Thiệu mời đại sứ Banker đến và trao cho ông ta một bức giác thư đề nghị 69 sửa đổi cho bản hiệp định. Gần như điều khoản nào cũng có ghi một câu phản đối, trong đó mục đích là tố cáo với Nixon là Kissinger đã cẩu thả hoặc bị Bắc Việt lừa bịp hoặc đã nhượng bộ Bắc Việt. Đồng thời, Thiệu đề nghị gửi phụ tá ngoại giao Nguyễn Phú Đức qua Hoa Thịnh Đốn để giải thích về những sửa đổi cần thiết. Biết rằng Kissinger sắp lên đường qua Paris để gặp Thọ, Thiệu hy vọng rằng sứ giả của mình có thể gặp được Nixon ở Hoa Thịnh Đốn và không có sự hiện diện của Kissinger. Cùng lắm chỉ có tướng Hay là người còn có thiện cảm với miền Nam. Thế nhưng Kissinger lại cho việc Thiệu đề nghị gửi một sứ giả qua Mỹ là một cái tát vào mặt tôi và là một chiến thuật tránh né lì lợm, vì không có cách nào một người sứ giả có thể đến kịp Hoa Thịnh Đốn trước khi tôi phải khởi hành. Muốn giữ chặt lấy quyền kiểm soát các cuộc thương thuyết, Kissinger nhất định yêu cầu Nixon để ông có mặt trong buổi họp. Theo Kissinger, thì Nixon đã gửi Thiệu một lá thư lạnh lùng, cảnh cáo là những thay đổi đó không thể nào đạt được tất cả, và từ chối không tiếp một sứ giả cho đến khi nào các cuộc thương lượng với Hà Nội sắp tới được hoàn tất. Thực ra, lá thư đã có lời lẽ rất là hòa dịu. Nội dung lá thư ngày 18 tháng 11 đó như sau: Kính thưa Tổng thống, tôi đã hết sức cẩn thận đọc bức giác thư ngày 18 tháng 11 của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi tin chắc Ngài đã thừa hiểu những khó khăn xảy ra cho chúng tôi khi Ngài đưa ra một danh sách đòi rất nhiều những sửa đổi khác nhau khi đã có biết bao đề nghị sửa đổi mà chúng ta đã thảo luận. Dù sao chăng nữa, tôi sẽ chỉ thị cho tiến sĩ Kissinger tìm cách để đưa ra những đề nghị của Ngài một cách tối đa. Tuy nhiên, tôi phải xin giải thích với Ngài rằng, thứ nhất, nếu viết vào hiệp định một cách rõ ràng về vấn đề quân đội Bắc Việt tại miền Nam, thì có điều bất lợi là như thế ta đã hợp thức hóa bất cứ lực lượng nào còn ở lại. Và thứ hai, như chúng tôi đã nói nhiều lần, việc đó hiển nhiên không thể đòi được. Thêm nữa, vào lúc này, không thể nào thay đổi được thành phần của Ủy ban Kiểm soát Quốc tế. Còn về những thay đổi khác, tiến sĩ Kissinger sẽ trình bày cho quý đại sứ của ngài tại Paris biết về những nhượng bộ nào đã đạt được vào buổi chiều mỗi ngày. Chỉ thị của tôi cho tiến sĩ Kissinger là làm áp lực tối đa để đưa ra những đề nghị của ngài. Tuy nhiên, tôi phải xin giải thích là sẽ không thể hủy bỏ bản hiệp định hoặc đồng ý với những đề nghị chồng chất thêm nữa của ngài khi những đề nghị đó cũng sẽ đưa tới cùng một hậu quả là hủy bỏ hiệp định. Cho nên có thể là không thể đòi hết được tất cả mọi sự sửa đổi như ngài muốn. Riêng về đề nghị gửi một sứ giả qua Hoa Thịnh Đốn, tôi tin rằng sau hai chuyến viếng thăm của tiến sĩ Kissinger và ba chuyến của đại sứ hay, ba lá thư riêng của tôi cùng vô số những trao đổi qua đại sứ Bunker, cũng như tất cả mọi bức thông điệp của ngài mà tôi đã được đọc, chúng tôi đã có đầy đủ những đề nghị của ngài về cuộc thương thuyết trong giai đoạn này. Cho nên tôi thiện nghĩ rằng cơ hội thuận tiện nhất để tôi gặp sứ giả của ngài là ngay sau cuộc họp tới ở Paris, khi chúng ta đã có được một số vấn đề mới để cứu xét chung. Bởi thế, nếu ngài lựa chọn ông Đức làm sứ giả của ngài, thì tôi xin đề nghị ông nên qua Hoa Thịnh Đốn trên chuyến máy bay cùng với tiến sĩ Kissinger ngay sau khi chấm dứt cuộc thảo luận sắp tới tại Paris. Mặt khác, nếu như ngài chọn Ngoại trưởng Lắm làm vị sứ giả của ngài, thì tôi đề nghị ông đó qua Paris ngay và tham dự các cuộc thảo luận tiếp theo, mọi phiên họp trong ngày, và rồi cùng trở về Hoa Thịnh Đốn với tiến sĩ Kissinger để họp với tôi. Một lần nữa, tôi khẩn khoản xin ngài liên kết với chúng tôi trên đường hướng mà tôi quyết chí theo đuổi. Một lần nữa, tôi cũng xin ngài hiểu rõ mối nguy hiểm lớn lao khi ngài làm mất sự ủng hộ của quần chúng tại Hoa Kỳ, với tất cả những rủi ro cho sự tiếp tục nỗ lực chung của chúng ta. Lẽ tất nhiên, chúng ta sẽ liên lạc mật thiết sau khi các cuộc hòa đàm tại Paris hoàn tất. Kính thư Nixon. Kissinger đã dằn mặt Thiệu, bắt sứ giả Việt Nam Cộng Hòa phải cùng đi máy bay với mình về Mỹ để cùng gặp Nixon. Thiệu thất vọng là Nixon không tiếp ông Đức trong thời gian Kissinger đi vắng. Thế nhưng, ông không còn cách nào khác hơn là chấp nhận phần đề nghị của Nixon. Trên trang 2 của lá thư Nixon mà bản văn đã được đại sứ Bunker chuyển đạt tới ông ngày 19 tháng 11, Thiệu viết chỉ thị cho Đức là đi kịp thời, cùng mang tài liệu theo và theo dõi tại Ba Lê. Sau này, trong tập hồi ký, Nixon đã tiết lộ mối quan tâm của ông về áp lực của Kissinger đối với Thiệu. Nixon quyết định sẽ cứ tiến hành không cần sự thỏa thuận của Thiệu, đồng thời ông cũng muốn kiềm chế Kissinger. Như tôi đã bảo Henry, khi ông ta bắt đầu đi tới các nơi lầm bầm thanh minh, là trong trường hợp này Hoa Kỳ khỏi phải e ngại về Thiệu, vì ta đã có một thành tích hết sức tốt đẹp với ông ta rồi. Tôi nói, Henry, ta không nên quan tâm đến việc là dựa trên thành tích thì ta đã đúng. Điều ta quan tâm tới là cứu vãn miền Nam Việt Nam, và đó là lý do tại sao ta đã phải tạm thời hòa hoãn với Thiệu, càng nhiều càng hay, bởi lẽ quyền lợi của ta là làm thế nào cho miền Nam Việt Nam tồn tại, và hiện nay Thiệu dường như là người lãnh đạo duy nhất có thể đưa tới chiều hướng đó. Kissinger tới Paris ngày 19 tháng 11, và phiên họp thứ nhất với Thọ vào ngày thứ Hai, 20 tháng 11, tại ngôi nhà cũ của họa sĩ Leger ở Gif-sur-Yvette, ngoại ô Paris. Phe Việt Nam Cộng Hòa lập một toán đặc nhiệm để theo dõi hòa đàm
ba đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Thịnh Đốn, Luân Đôn và tại Hòa Đàm Paris đều có mặt. Đức và Nhã cũng được cử qua Pháp với nhiệm vụ phụ tá các đại sứ và thảo một lá thư cho Nixon để Đức mang qua Hoa Thịnh Đốn sau khi kết thúc tuần hội họp với Bắc Việt. Trước khi đi, Nhã đã xin thiệu ký tên ở nhiều chỗ khác nhau trên 5 trang giấy in con dấu tổng thống. Làm như thế, khi đánh máy trên trang chót, chữ ký của Thiệu sẽ ở vào đúng chỗ và không ai sẽ biết là lá thư đã được ký sẵn ở Sài Gòn. Thiệu cũng yêu cầu tướng Trần Văn Đôn hồi ấy là chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội chuẩn bị qua Paris và mời Hưng cùng qua đó để theo dõi. Đôn được rất nhiều người trong cộng đồng Việt Nam ở Paris biết đến và có nhiều tiếp xúc mật thiết với các giới cao cấp tại Bộ Ngoại giao Pháp. Thiệu muốn Hưng sang Paris để làm việc với Đôn và phân tích những điểm tinh tế, những ẩn ý của bản hiệp định. Ông Thiệu hồi đó có rất ít nhân viên phụ trách công tác nghiên cứu, nhất là loại nghiên cứu văn bản như Hưng đã làm. Với một căn bản giáo dục Hoa Kỳ, anh đã được huấn luyện cách tham khảo, cách phân tích và phân biệt những sắc thái tế nhị trong ngữ ý. Cho nên, Thiệu đã được cung ứng đầy đủ những bản nghiên cứu chi tiết của anh về các lập trường của Hà Nội, cũng như những bản so sánh với những yêu sách có trước hoặc với những lập trường và những lời tuyên bố khác nhau của Hoa Kỳ. Lợi dụng các ngày nghỉ lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ, anh rời Đại học Howard và bay qua Paris. Trước khi đi, Hưng gặp Warren Nutter tại nhà hàng Trader Vic trong khách sạn Hilton ở Hoa Thịnh Đốn để thăm dò quan điểm của chính quyền Nixon sau khi có vụ họp báo của Kissinger. Nutter bèn tỏ lộ sự bất mãn của ông đối với những sự việc đang xảy ra. Ông nói, tôi thật sự là bối rối, chẳng còn biết được cái gì đang xảy ra nữa. Kissinger đã cứ ôm nó khư khư một mình, chỉ có mình ông ta biết mà thôi. Nhưng tôi có thể cam đoan với anh là Việt Nam vẫn còn được nhiều thiện cảm của rất nhiều người trong chính phủ. Nutter bảo Hưng là ông sẽ rời khỏi chính quyền Nixon trong nhiệm kỳ 2 vì ông cảm thấy sự hữu hiệu của mình tại Ngũ Giác Đài đã chấm dứt. Lại nữa, ông có thể giúp ích được cho Việt Nam Cộng Hòa nhiều hơn nếu ở ngoài chính quyền. Ông than phiền rất nhiều về cung cách Kissinger chi phối những quyết định quan trọng và gạt bỏ những người khác ra khỏi diễn trình ấy. Nutter kể rằng, ngay từ hồi đầu của chính quyền Nixon, năm 1969, Kissinger đã có một quan điểm đầy thành kiến về chính phủ Sài Gòn mà ông cho là yếu kém và không hữu hiệu. Kissinger không tin tưởng gì vào Việt Nam Cộng Hòa ngay từ đầu. Nutter nói rằng, khi phân tích và nhận định về tương lai của hai chính thể ở Việt Nam, Kissinger đã kết luận rằng một chế độ cảnh sát trị như Bắc Việt được tổ chức giỏi hơn chế độ miền Nam và hữu hiệu hơn miền Nam vì họ có thể kiểm soát được dân chúng một cách đồng nhất và bằng cách hủy diệt tất cả mọi chống đối. Nutter còn giải thích, ông có cảm tưởng là không bao giờ Kissinger đã kính nể chính phủ Nam Việt Nam cả. Rồi Nutter thêm, thử hỏi làm sao mà có thể điều đình một cách hữu hiệu cho những gì mình không tin tưởng. Tôi cũng chưa chắc là Kissinger có thực sự yêu chuộng nền dân chủ Hoa Kỳ và sự quan trọng của tính cách cởi mở của dân chủ Hoa Kỳ hay không. Hưng ngạc nhiên về lời bình luận này và hỏi, làm sao một vị giáo sư lỗi lạc của Đại học Harvard lại có thể không thấu hiểu nền dân chủ Hoa Kỳ? Nutter đáp, không phải thế. Ông ta rất hiểu lý thuyết về dân chủ, còn hơn cả anh, hơn cả tôi nữa. Nhưng có một sự trung thành với các phương pháp dân chủ và yêu quý nó lại là một chuyện khác. Trên chuyến bay đêm sang Paris, Hưng uống cà phê đen và ngậm sâm để tỉnh ngủ và có sức viết một tờ trình tỉ mỉ cho Thiệu. Trong lúc vừa lo lắng, vừa mệt lả, anh đã viết với nhiều xúc cảm. Tôi xin Tổng thống biết là trong giờ phút khắc khoải này, chúng tôi nghĩ tới và cầu nguyện cho Tổng thống. Chúng tôi cầu xin để Tổng thống kiên trì và nhất định bảo vệ quyền lợi của Việt Nam với bất cứ giá nào. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng bản dự thảo hiệp định, Hưng đã tin chắc chắn là nó chứa đựng những mầm hủy diệt của miền Nam Việt Nam. Anh quyết tâm góp sức với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để tranh đấu làm sao cho Nixon đừng gạt bỏ miền Nam ra ngoài lịch trình của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ 2 của ông.
Khi tới phi trường Oli, bất ngờ anh gặp lại Nhã vừa ở Sài Gòn tới. Sau chuyến bay dài dằng dặc từ Sài Gòn, mặt Nhã trông tái nhợt, áo quần xốc xếch. Hai người buồn rầu nói chuyện về việc Kissinger đã bán đứng lập trường của Việt Nam Cộng Hòa và về nhu cầu phải tìm cách để chuyển đạt sự lo âu ấy tới thằng Nixon.